Hôm nay sư giảng bài kinh số 65 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Kinh Bát Đa Ni. Trong cái bài kinh hôm nay thì Đức Phật nói về một cái học giới liên quan đến cái việc ăn phi thời và không ăn phi thời. Thì khi ấy Đức Phật ở thành Vesani ở cái tịnh xá Kỳ Viên. Lúc ấy Đức Phật gọi các vị tỳ kheo đến và nói rằng: Này các tỳ kheo, ta ăn ngồi chỉ một lần. Do ta ăn ngồi chỉ một lần cho nên ta thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Và này các tỳ kheo, hãy ăn ngồi chỉ một lần. Ăn ngồi chỉ một lần thì các ông sẽ được nhẹ nhàng, khinh an, ít bệnh, ít não, có sức lực và an trú. Thế là cái câu đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng giáo giới, và Đức Phật đã chế ra một cái học giới liên quan đến cái việc là không ăn phi thời như thế. Thì cái việc ăn ngồi chỉ một lần sẽ có cái ý nghĩa là cái người mà thọ trì cái hạnh ăn ngồi chỉ một lần thì có thể là mình được hiểu rằng là ăn từ trước, tức là sau cái giờ mà mặt trời rạng đông cho đến trước khi mặt trời đứng bóng, có thể ăn trong cái khoảng thời gian ấy. Và có cái ý nghĩa thứ hai là một cái người ấy ăn ngày ăn chỉ một bữa, cũng trong cái khoảng thời gian là sau giờ rạng đông và trước khi mặt trời đứng bóng, là cái giờ tảng sáng, là khi mà mình ra ngoài trời, mình ngửa cái bàn tay ra mình thấy các cái chỉ tay, thì đấy, từ lúc đấy đi được gọi là giờ rạng đông. Và khi chưa rạng đông thì không được ăn, vì lúc đấy nó vẫn còn là giờ khuya, và nếu mình ăn nó vẫn vào phạm vào ăn phi thời. Và cái giờ đứng bóng là khi mình ra ngoài trời, trời mà có nắng, nếu như mình thấy cái bóng của mình nó không ngả về bên phía đông mà nó không ngả về phía tây, đấy là trời đứng bóng. Khi mà mặt trời nó còn ở phía đông thì cái bóng của mình nó sẽ ngả về phía đằng tây, thì đấy là trước giờ đứng bóng. Vì cái thời xưa là không có đồng hồ, không có nói rõ chi tiết là giờ nào, nhưng mà cái giờ mặt trời đứng bóng đấy sẽ là cái tâm điểm, sẽ là cái giờ chính giữa của cái ngày hôm đấy. Và khi mà Đức Phật chưa thuyết giảng, chưa tuyên bố cái học giới liên quan đến ăn ngày chỉ một lần hay là ngồi chỉ một lần này, thì lúc ấy thì các vị tỳ kheo vẫn có những người ăn phi thời, nên là đôi khi có những vị vẫn đi khất thực vào buổi tối, hay là ăn buổi chiều, ăn ban đêm. Trong cái khoảng thời gian đầu thì các vị thánh tăng thì tự động có cái thiểu dục chi túc không ăn phi thời. Và sau này khi mà giáo hội đã hưng thịnh, phát triển mạnh lên, thì lúc ấy có rất là nhiều người xuất gia, và trong đó có nhiều vị chưa chứng đắc các thánh đạo thánh quả, còn là một phàm nhân, thì cái tâm hướng về cái việc ăn nó vẫn còn rất là mạnh, cho nên là vẫn còn ăn phi thời, ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày, ăn cả buổi tối. Và đã đến lúc Đức Phật cảm thấy có thể thuyết giảng cái giới này, có thể quy định cái học giới, đó là ăn ngồi chỉ một lần này. Và từ lúc đấy mà đi, tất cả các vị tỳ kheo sẽ phải thọ trì cái hạnh, đó là ăn không ăn sau cái giờ đứng, không ăn sau giờ mà mặt trời đứng bóng nữa, chỉ ăn từ lúc rạng đông cho đến khi mặt trời đứng bóng. Nó tương đương với cái giờ ở Việt Nam mình là gần 12 giờ trưa, đấy là cái giờ đứng bóng. Thì và có một vậy thì cái ăn ngồi chỉ một lần, có thể là mình được phép ăn từ cái lúc rạng đông cho đến mặt trời đứng bóng, cũng có thể là cái vị ấy thọ trì cái hạnh ăn ngày một bữa cũng trong cái khoảng thời gian ấy. Và có những vị sẽ thọ trì cái hạnh đó là ăn ngồi chỉ một lần, tức là khi mà đã nhận đủ cái thức ăn rồi, vị đó sẽ ngồi xuống ăn, và khi đã đứng lên rồi thì sẽ không ăn nữa, tức là vị đó sẽ không tích trữ cái thức ăn còn dư thừa lại, và để một lúc sau nó đói lại ăn tiếp, thì vị đó sẽ hành trì cái hạnh ăn ngồi chỉ một lần, thì vị đó sẽ không bao giờ có cái tư tưởng là sẽ để dành cái phần thức ăn còn dư lại ăn sau.
Hay là có những người có thể là do mình ăn một lần rồi, xong đó nó đói quá thì lại đi khất thực xem lần thứ hai ăn tiếp, thì nó vẫn tạo ra cái phiền não liên quan đến việc ăn uống, tức là tạo ra cái sự mất nhiều cái thời gian nên phải lo cho cái việc ăn uống, phải mất cái thời gian của cả những người phục vụ. Cho nên cái người mà đơn giản chi túc trong cái hạnh ăn thì cái người đấy sẽ dễ nuôi sống, dễ dàng tu tập. Và Đức Phật nói rằng ăn ngồi chỉ một lần như thế thì sẽ ít bệnh, ít não. Tức là người ta thì thường thường cứ nghĩ là phải ăn nhiều mới có sức khỏe, nhưng Đức Phật nói rằng là ăn ít lần trong ngày như vậy thì lại tốt cho sức khỏe. Tức là người ấy sẽ có rất là ít bệnh tật. Bệnh đôi khi do mình ăn quá nhiều, nó làm cho cái bộ tiêu hóa này nó phải hoạt động quá nhiều. Thì khi có cái lòng tham ăn thì mình sẽ muốn ăn để thưởng thức cái vị ngon ấy. Chứ cái cơ thể của mình hay là cho cái thiện thức của mình nó muốn thưởng thức cái vị ngon cho nên mình ăn nhiều lần. Nếu mà chỉ để nuôi cái thân thứ đa này thì nó không cần phải ăn nhiều. Và khi một cái người ăn ít như vậy thì thân thể sẽ rất là nhẹ nhàng, nó không nặng nề, không mệt mỏi, không trầm, cho nên là khi ngồi thiền nó sẽ rất là tỉnh tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt. Thì Đức Phật nói là mình ấy sẽ nhẹ nhàng khi ăn, có sức lực và ăn chú, và mình ấy sẽ dễ dàng ăn chú vào trong các cái pháp thiền, trong các cái hạnh đầu đà liên quan đến dùng thức ăn có năm cái hạnh là đi khất thực, khất thực từng nhà thì ăn trong ba ngăn được thực nếu ăn, và có một cái hạnh nữa là ăn ngồi chỉ một lần. Nếu người nào mà thọ chỉ được đúng cái hạnh đã ngồi xuống ăn và đã đứng lên rồi không ăn nữa thì người đã thực hành theo cái pháp đầu đà liên quan đến ăn ngồi một lần, và Đức Phật sẽ sống bằng cái hạnh như thế, ăn ngồi chỉ một lần, đã ngồi xuống ăn ăn một lần xong đứng lên là thôi. Thế là Đức Phật quy định cái học giới liên quan đến ăn ngồi chỉ một lần cũng có cái ý nghĩa như vậy. Và từ đấy mà đi thì các vị thì theo thọ chỉ cái hạnh như thế, không ai ăn buổi chiều, không ai ăn sau nữa. Và trong hội chúng nghi vật, các vị tỳ kheo nghi vật có một vị tỳ kheo tên là Bát Đa Ni, vị ấy tỏ ra bất mãn không chịu tuân phục, và vị ấy đã tuyên bố rằng bạch Đức Thế Tôn, con không thể nào mà ăn ngồi chỉ một lần được, nếu làm như thế thì con cảm thấy như là hối hận, con cảm thấy như là hối tiếc, không thể nào của Đức Phật, và vị đó không chấp nhận, không thọ chỉ cái học giới này. Và trong suốt 3 tháng hạ ở trong Tịnh Xá Kỳ Viên vậy, trong suốt 3 tháng hạ vị ấy đã không thọ chỉ cái học giới do Đức Phật quy định, vị ấy vẫn ăn phi thời, vẫn ăn theo cái ý muốn của mình, sống theo cái thói quen như trước. Vì một cái người mà sống theo cái thói quen thì trước giờ ăn phi thời hoặc là ăn buổi chiều, ăn buổi tối, nó thành một cái thói quen rồi. Bây giờ mà bỏ cái thói quen ấy thì nó rất là khó. Có những người thì vì cái lòng kính trọng Đức Phật có thể bị ấy dứt bỏ, nhưng mà cũng có những người cảm thấy rất là khó khăn để dứt bỏ được cái thói quen này. Thì vị tỳ kheo Bát Đa Ni trong suốt 3 tháng vị ấy đã không thọ trì cái học giới ấy, và vị ấy không dám đến gặp Đức Phật, cảm thấy rất là ngượng ngùng ngại ngần, không dám đến gặp Đức Phật nữa. Cho đến khi mãn 3 tháng hạ, lúc ấy sắp sửa là cái ngày tự tứ, và các vị tỳ kheo đang may y để chuẩn bị cho Đức Phật đi du hành. Lúc ấy vị tỳ kheo Bát Đa Ni đến gặp các vị tỳ kheo đang may y ấy, thì các vị khuyên tỳ kheo Bát Đa Ni hãy đến sám hối Đức Thế Tôn và chớ có để hối hận, chớ có để hối tiếc về sau này. Thì vị tỳ kheo Bát Đa Ni lúc đấy cũng đã cảm thấy có sự hối hận, cảm thấy có cái sự ăn năn, cho nên đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin sám hối. Đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn, một nỗi lầm đã chế ngự con thật là ngu si, thật là bất thiện.
trong khi các vị tỳ kheo đã chấp nhận thọ trì học giới của Đức Thế Tôn thì con đã không có chấp nhận không thọ trì cái học giới do Đức Thế Tôn quy định. Và xin Đức Thế Tôn hãy chấp nhận cho con nỗi lầm là một nỗi lầm để con ngăn ngừa về sau. Thì lúc ấy Đức Phật của trách cái vị tỳ kheo Bát La Ni này thật là ngu si, thật là bất thiện. Ông đã không chấp nhận học giới của bậc đạo sư. Và trong 3 tháng ấy, ông có biết rằng ông đã mang một cái tiếng rất là xấu. Vì các vị tỳ kheo ở khắp mọi nơi về tịnh xá kỳ viên này an cư kiết hạ, trong đó có cả các vị tỳ kheo ni, sa di ni, rồi các nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia, rồi các vị sa môn, bà la môn của các ngoại đạo khác cũng về an cư ở cái thành Wesani này. Và mọi người đều biết đến danh tiếng của ông rằng cái vị tỳ kheo Bát La Ni ấy là người đã không có thọ trì, là người đã không có chấp nhận, là người đã chống lại cái học giới của bậc đạo sư. Thì đấy là một cái người không thọ trì giới, không thực hành, là một cái sự bất kính đối với vị đạo sư của mình. Và vị ấy đã mang cái tiếng xấu ấy, và cái tiếng xấu ấy vị đó sẽ phải mang suốt đời. Và có thể cái tiếng xấu ấy vị ấy có thể mang đến tận bây giờ, tất cả cái hàng hậu học sau này, đến mấy nghìn năm sau này, khi mà học lại kinh điển của Đức Phật vẫn còn biết được cái tiếng xấu của cái vị Bát La Ni, là cái người đã tuyên bố cái sự bất lực của mình, là một cái người thể hiện ra cái sự đạo hạnh yếu kém của mình, là một cái người được sống thân cận với một bậc đạo sư khả kính, tôn kính như thế mà vị ấy lại chỉ vì cái lòng tham ăn, vì cái lòng tham dục của mình mà vị ấy đã chống lại cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Đấy là một cái điều mà đáng xấu hổ với một cái vị tỳ kheo trong cái thời chánh pháp như vậy. Và lúc ấy Đức Phật đã nói lên cho vị ấy biết rằng cái sự bất lợi hay là cái sự đáng xấu hổ hay là cái tiếng xấu đã được đồn xa, và ông mãi mãi sẽ được mọi người đời biết đến với một cái tiếng xấu như vậy. Đấy là cái kết quả của cái việc không nghe lời, không vâng thuận, không chấp nhận, không thực hành những cái học giới của Đức Thế Tôn đã quy định. Và lúc ấy Đức Phật nói rằng: Này Bát La Ni, ông nghĩ thế nào? Ở đây có một vị tỳ kheo câu phần giải thoát, ta nói vị ấy: Này tỳ kheo, hãy đến và làm cầu cho ta qua khỏi một đám bùn. Vị ấy tự đến làm cầu hay tránh né thân ra khỏi chỗ khác? Và vị ấy nói rằng: Thưa không, không tránh khỏi chỗ khác, bạch Đức Thế Tôn. Rồi Đức Phật cũng nói rằng: Nếu có một vị là tuệ giải thoát hay là tùy tín hành tín giải thoát, các vị ấy được ta nói là hãy đến làm cầu cho ta đi qua vũng bùn, thì các vị ấy có tránh né không? Và vị Bát La Ni mà nói là: Thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Thì đây có các cái vị nói, Đức Phật có nói rằng một vị câu phần giải thoát, một vị tỳ kheo tuệ giải thoát, hay là một vị tỳ kheo có tín giải thoát. Ở đây là đấy là những bậc thánh nhân, những vị mà đã tu chứng đắc các thánh quả. Các vị thánh nhân tu chứng đắc thánh quả thì có 3 cái hạng thánh nhân mà được chia ra thành 7 hạng. Đó là thứ nhất là được gọi là một cái vị nào mà trong khi tu tập mà cái vị ấy thường hay tác ý đến vô thường, hay quán về sự vô thường, thân tâm là vô thường, năm uẩn là vô thường, các hành là vô thường, các pháp là vô thường. Thì khi một cái người mà có cái sự tác ý về các hành là vô thường như vậy thì đức tin sẽ tăng trưởng, vì ấy sẽ có cái niềm tin sâu vào cái tánh chất vô thường giả tạm của vạn vật. Rồi vị ấy nương vào đấy, vị ấy tu tập theo cái đạo nộ bát chánh đạo, theo đạo nộ giới định tuệ, thì trong cái quá trình tu tập ấy, vị ấy sẽ được gọi là tín hành giả, tức là một cái vị hành giả đang thực hành có đức tin mạnh mẽ. Vì cái đức tin mạnh mẽ ấy, vị ấy sẽ tu tập dần dần đến chứng đắc được các thánh đạo và đến thánh quả. Khi mà đạt đến các cái thánh đạo ấy, từ khi mà tu tập cho đến khi đạt đến thánh đạo ấy thì được gọi là tín hành giả. Khi mà chứng được các cái đạo quả siêu thế, như là chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả hay tứ quả, thì vị ấy được gọi là tín giải thoát. Tức là giải thoát khi giác ngộ ra được cái tánh vô thường của các pháp,
của các hành, của vạn vật, của thân tâm. Đấy được gọi là một bậc tín hành giả, tín giải thoát. Và có những vị khi mà trong cái quá trình tu tập, vị ấy thường tác ý đến cái sự khổ, tức là luôn luôn quán các pháp là khổ, các hành là khổ, thân tâm là khổ. Thì vì cái quán cái sự khổ như vậy thì nó đối trị lại với cái tâm tham dục, tức là vị ấy sẽ ni dục rất là cao. Vì cái sự ni dục cao như thế cho nên vị ấy có thể tu tập dễ dàng chứng đắc được các tầng thiền chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và cái người nào cứ hay tác ý đến cái khổ nhiều thì vị ấy sẽ có cái sức tinh tấn và vị ấy ni dục, ni tham, vị ấy chứng được tứ thiền bát định. Rồi trong cái nội trình tu tập về tuệ quán nữa, thì vị ấy thấy các hành là khổ, như vậy vị ấy giác ngộ được tứ thánh đế, giác ngộ được chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn. Thì khi mà vị ấy chứng đắc đến các đạo quả siêu thế, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì vị ấy được gọi là câu phần giải thoát. Tức là cái, trong cái quá trình mà tu tập đấy thì được vị ấy được gọi là thân chứng. Thân chứng tức là dễ dàng chứng đắc các tầng thiền chứng, sắc giới, vô sắc giới, thì vị ấy được gọi là bậc thân chứng. Và khi mà chứng đến đạo quả niết bàn thì gọi là câu phần giải thoát. Tức là những cái vị thực hành theo cái nội trình là thiền chỉ và thiền quán, khi mà vị ấy thực hành cả thiền chỉ, thiền quán mà chứng đắc thánh đạo, thánh quả thì vị ấy cũng dễ dàng có các cái tam minh nục thông. Đây là cái vị gọi là ưu điểm ưu tú nhất trong giáo pháp của Đức Phật. Tất cả các bậc đại A-la-hán và các bậc thượng thủ A-la-hán đều thực hành theo cái nội trình này, câu phần giải thoát. Tức là chứng đắc các tầng thiền chứng trước, sau đó thực hành thiền tuệ và chứng đắc các cái pháp siêu thế. Vị ấy được gọi là thân chứng câu phần giải thoát. Trong quá trình tu tập gọi là thân chứng, khi đến đạo quả thì gọi là câu phần giải thoát. Và có những vị khi mà tu tập thì vị ấy tác ý đến cái tánh vô ngã, các pháp là vô ngã, năm muộn vô ngã, thân tâm vô ngã, các hành là vô ngã nhiều, thì trí tuệ của vị ấy sẽ tăng trưởng mạnh, vị ấy sẽ có tuệ mạnh. Vì vị ấy có tuệ mạnh, có thể là khi thực hành tu tập, vị ấy không cần phải qua các tầng thiền chứng, vị ấy có thể tu thẳng vào thiền tuệ, thiền vipassana. Thì trong cái quá trình mà tu tập như vậy thì vị ấy được gọi là tùy pháp hành. Tùy pháp hành, và khi mà vị ấy chứng được các đạo quả hữu học như sơ quả, nhị quả, tam quả thì vị ấy được gọi là kiến trí hay là kiến đáo. Rồi khi mà chứng đến quả A-la-hán cuối cùng thì vị ấy được gọi là tuệ giải thoát. Đấy là mà có ba cái cửa ngõ, ba cái ấn chứng để đi đến sự chứng ngộ niết bàn. Đó là có vị thì luôn quán về tánh vô thường, có vị thì quán và thiên về cái tánh khổ, quán về vô thường thì đức tin phát triển mạnh, quán về cái khổ thì định sẽ phát triển mạnh, và quán về vô ngã thì tuệ sẽ phát triển mạnh. Đấy được gọi là các bậc. Cho nên Đức Phật mới nói là có vị câu phần giải thoát, tức là cái vị đấy là một cái vị có tam minh nục thông, là những cái vị rất là ưu tú. Như thế, một vị thánh nhân như thế mà ta nói hãy đến làm cầu cho ta qua vũng bùn, thì vị ấy sẵn sàng nằm xuống trải mình thành một cây cầu để cho Đức Thế Tôn đi qua. Vị ấy không bao giờ ngần ngại, không bao giờ cãi lại, không bao giờ chống cự lại cái yêu cầu của một vị đạo sư. Vì những cái vị, tất cả những cái vị nào khi mà đã bước vào dòng thánh rồi thì vị ấy có một cái niềm tin tuyệt đối, có cái lòng cung kính tuyệt đối. Và vị ấy không bao giờ làm một cái điều gì trái lại với cái lời giáo giới, trái lại với cái lời dạy bảo của cái bậc đạo sư của mình hết. Ý là như thế. Còn những cái vị mà không chấp hành, không có tuân theo cái lời dạy của vị đạo sư thì vị ấy chỉ còn là một cái vị phàm nhân, là một cái người ương bướng, là một cái người khó uốn nắn, khó dạy bảo. Vì vậy cho nên cái sự tu tập mà chứng đắc với vị ấy sẽ rất là khó khăn, như là vị tỳ kheo Bát Đa Ni này. Vì trong suốt 3 tháng ấy, vị ấy đã không có thực hành cái học giới, đó là không ăn ngày ngồi chỉ một lần. Vị ấy thường ăn phi thời mà không giữ cái giới, không ăn phi thời. Cho nên trong suốt 3 tháng ấy, vị ấy không chứng đắc được cái gì, không chứng đắc được các tầng thiền, không chứng đắc được cái thắng trí, không chứng đắc được cái đạo quả giải thoát gì cả. Và vị ấy lúc này đã thấy cái sự hối hận, thấy được cái hậu quả của cái việc mà không có tùy thuận những học giới của Đức Phật.
Và nhưng mà vị ấy vẫn còn sám hối kịp thời, là vị ấy vẫn còn đến gặp Đức Thế Tôn để xin sám hối. Và lúc ấy Đức Thế Tôn nói rằng, này Bát Đa Ni, có phải trong thời gian ấy ông trống không, rỗng không, phạm nỗi? Thưa vâng bạch Thế Tôn, một nỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi các tỷ kheo chấp hành học giới do Đức Thế Tôn quy định thì con đã tuyên bố sự bất lực của con. Mong Thế Tôn hãy nhận con nỗi lầm này là một nỗi lầm để con phòng hộ trong tương lai. Này Bát Đa Ni, thật sự một nỗi lầm đã chiếm đoạt ông. Ông thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi các tỷ kheo khác thì thực hành học giới thì ông đã tuyên bố sự bất lực của mình. Này Bát Đa Ni, ông sau khi thấy nỗi lầm là nỗi lầm, ông như pháp phát nộ, ta sẽ chấp nhận cho ông. Vì rằng, này Bát Đa Ni, như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của Bậc Thánh. Nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy nỗi lầm là nỗi lầm, như pháp phát nộ, phòng hộ ở tương lai. Thì Đức Phật tán thán hai hạng người. Một là cái người không bao giờ có nỗi lầm, một là người không bao giờ phạm giới. Thì đấy là cái người ưu tú nhất, là cái người tốt đẹp nhất. Và hai là một cái người có phạm lỗi nhưng sẵn sàng nhận lỗi và có cái sự chân thật, có cái sự thành tâm sám hối những cái nỗi lầm ấy, thì không ai có thể tránh khỏi được. Ở trên đời thì sẽ có người vô tình phạm giới, nhưng cũng có người cố ý phạm, do cái tâm tánh của mỗi người mỗi khác. Mới nên là có những người thì cái tâm tánh thuần thục, thuần lương, cho nên là khi được học cái được thọ trì những cái giới hạnh nào thì người ta sẽ chấp nhận thọ trì và thực hành giữ gìn cái giới ấy một cách hoàn toàn thanh tịnh, không có vi phạm. Còn có những người thì do vô tình hay cố ý phạm rồi, sau đó vị đó sám hối, thì vị đó vẫn có cơ hội để tăng trưởng, vẫn có cơ hội để tiến bộ, vẫn có cơ hội để tu tập trong giáo pháp này. Còn nếu như một người mà có nỗi lầm rồi, mình che giấu cái nỗi lầm ấy, không có phát nộ, không có sám hối, không có ngăn ngừa, không từ bỏ, không hổ thẹn, không ghê sợ cái nỗi lầm ấy, thì cái người ấy sẽ thối lui, sẽ không thể tiến bộ, không tiến hóa được trong giáo pháp ấy. Thì đấy là tu tập có tiến bộ hay không, là mình có chấp nhận để sửa bỏ những nỗi lầm hay không. Những cái nỗi lầm ấy như là những cái cấu uế trong mình có chịu gột rửa hay không. Những người mà có cấu uế mà để, không có gột rửa thì cấu uế càng ngày nó càng chồng chất lên, và cái người ấy sẽ bị thối thất, thối lui, không có tiến bộ ở trong giáo pháp này được. Và Đức Phật dạy rằng, này Bát Đa Ni, có tỳ kheo không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư, vì ấy suy nghĩ như sau: ta hãy sống tại một chú xứ xa vắng, trong khu rừng gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hoang hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm, và ta có thể chứng được các pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh. Vì ấy đã đi đến những cái nơi như vậy, vị ấy ngồi kiết giả nương thẳng để niệm trước mắt, và vị ấy hành thiền. Đây là một cái vị mà không có thực hành trọn vẹn những học giới của Đức Phật, rồi vị ấy muốn thành tựu được thiền thông đạo quả, muốn chứng đắc được các đạo quả, vị ấy cũng đi đến một cái nơi yên tĩnh độc cư ngồi thiền. Nhưng khi ngồi thiền thì vị ấy luôn luôn bị trạo hối, bậc đạo sư của trách vị ấy, các vị đồng phạm hạnh có trí của trách vị ấy, chư thiên của trách vị ấy, tự mình của trách bản thân mình. Đấy là sự trạo hối. Đấy là cái khi mà mình ngồi thiền ấy, với cái người nào hay có nỗi lầm sẽ bị những cái triển cái này nó chi phối. Trong đó có dục tham, triển cái sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo hối hoài nghi. Thì trong đó cái người mà hay phạm giới thì khi ngồi thì cứ bị những cái trạo hối này nó khởi lên. Và tâm tán loạn, tâm bất an. Vì cái tâm tán loạn như vậy, vì ấy không thể nào định tĩnh được, không thể nào vào được các cái mức định thâm sâu, sơ thiền, nhị thiền, tam tứ thiền, hay là không thể chứng đắc được các cái thắng trí hay là các đạo quả giải thoát được. Đấy là vì vị ấy không thực hành trọn vẹn các học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư, cho nên vị ấy không phát triển được chánh niệm, không chứng đắc được thiền. Rồi Đức Phật nói rằng, này Bát Đa Ni, có vị tỳ kheo thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư, rồi vị ấy nghĩ như sau: ta hãy đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, đi đến khu rừng, đến chân đống rơm, ta sẽ thực hành sa môn pháp. Và vị ấy đã đi đến nơi ấy, và khi ngồi
thiền thì nhất tâm định tính, do vị ấy không có lỗi lầm cho nên tâm của vị ấy hân hoan. Cho nên tâm vị ấy không trạo hối, thì cái tâm hân hoan thì nó hoan hỷ. Hoan hỷ thì thân nó khinh an, cái thân khinh an thì nó được an lạc, an lạc thì nó sinh định tính. Do vậy vị ấy sẽ dễ dàng chứng đắc được các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vị ấy dễ dàng do vị ấy thực hành trọn vẹn cái học giới của bậc đạo sư, cho nên vị ấy chứng được các tầng thiền như vậy, cho đến các tầng thiền vô sắc giới. Và vị ấy khi có định tĩnh thâm sâu rồi, vị ấy có thể thực hành cái tứ thiền bát định, làm chủ được tâm của mình. Khi làm chủ được tâm của mình theo tất cả những cái pháp về thiền định rồi, vị ấy có thể nhập thiền, có thể xuất thiền. Vị ấy có thể làm thuận chiều các thiền, các cái biến xứ, ngược chiều các biến xứ. Vị ấy có thể bỏ băng thiền chi, bỏ băng biến xứ. Rồi vị ấy có thể khi đã làm chủ được tâm bằng cách nhập thuyền xuất thiền, như vậy, tự tại như vậy, an nhiên như vậy, với tâm định tĩnh thuần tịnh, siêu nhân vững chắc bất động như vậy, với tâm của vị ấy có tứ như ý túc, thì vị ấy có thể hướng tâm đến các đời sống quá khứ. Vị ấy có thể thấy được những kiếp sống quá khứ của mình, từ đâu mà sinh về đây. Vị ấy có thể thấy được cả những nét đại cương và chi tiết, một đời, mười đời, hai mươi đời, trăm đời, ngàn đời, hàng trăm ngàn đời về quá khứ. Vị ấy cũng có thể thấy lại được một cách dễ dàng, thấy lại được một cách rõ ràng, đạt được những cái năng lực về thiền định, về cái thắng trí như vậy. Đó là vì vị ấy đã thọ trì, đã chấp nhận, đã thực hành, cung kính thực hành những cái giới luật của bậc đạo sư, của Đức Phật đã ban hành. Cho nên nhân giới sinh định, nhân định sinh tuệ. Vì cái giới thanh tịnh cho nên tâm thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh cho nên trí thắng trí, các cái trí tuệ nó phát sinh. Đấy là cái nội trình tu tập của vị ấy như thế. Rồi vị ấy có thể với cái tâm định tĩnh thuần tịnh, siêu nhân vững chắc bất động như vậy, vị ấy dẫn tâm đến sự sinh tử của chúng sinh. Tức là vị ấy biết là những cái chúng sinh này chết ở chỗ này, sinh về chỗ kia là do cái hạnh nghiệp gì. Vị ấy có thể hướng tâm đến các cõi chư thiên, biết được đã tạo nghiệp gì mà các vị chư thiên ấy được sinh ở cõi thiên này. Vị ấy có thể hướng tâm xuống các đọa xứ, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Vị ấy cũng có thể biết được rằng những cái chúng sinh ấy do đã tạo cái nghiệp gì mà phải bị cái quả báo ở trong những cõi khổ đau này. Đấy là những cái thắng trí, thiên nhãn trí, thấy được sự sinh tử của chúng sinh. Rồi vị ấy có thể phát triển được đến nậu tận trí. Đó là vị ấy có thể thấy được cái thân năm uẩn này là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Rồi vị ấy thấy ra được cái tính sinh diệt, thấy được cái vô thường, thấy được cái khổ, thấy được cái vô ngã trên cái thân năm uẩn này. Vị ấy thấy được các nhân sinh ra thân năm uẩn này, đó là có cái nghiệp hữu, do có chấp thủ, do có tham ái, do có cảm thọ, do có tiếp xúc, do có lục căn lục trần, do có danh sắc, do có thức, do có hành, do có vô minh, là những cái nhân duyên đã khiến cho vị ấy cứ sinh tử từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, cho đến khi nào vô minh diệt thì hành diệt, thức diệt, danh sắc nhập diệt. Muốn diệt cái vô minh ấy để chấm dứt sinh tử, vị ấy cần phải luôn luôn phát triển ra được cái tuệ giác, thấy ra được cái sự thật, đó là thấy được cái thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã, để vị ấy nhàm chán, ni tham, đoạn diệt những cái chấp thủ này đi, đoạn diệt những cái tham ái đi, đoạn diệt cái vô minh đi, thì vị ấy sẽ đạt được cái sự tịch tịnh, tịch diệt, thắng trí giác ngộ niết bàn. Và cái con đường để vị ấy đạt được cái sự niết bàn ấy, thì vị ấy sẽ thực hành theo bát chánh đạo, theo giới định tuệ, theo cái đạo nộ, tu tập tuần tự từ thấp đến cao. Và vị ấy sẽ chứng ngộ được các chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn. Đạt được như vậy đó cũng là do vị ấy đã cung kính, vị ấy đã hoan hỷ, đã chấp nhận, đã thọ trì những cái giới hạnh của bậc đạo sư. Khi mà giới thanh tịnh, vị ấy dễ dàng tu được các cái pháp về tâm thanh tịnh. Khi đạt được cái tâm định tĩnh, vị ấy sẽ phát triển ra được những cái tuệ giác như vậy. Vị ấy có thể đạt được những pháp thượng nhân như vậy, chi kiến thủ thắng như vậy, vị ấy trở thành những bậc thánh nhân giải thoát như vậy. Đấy là cái lợi nào, đấy là cái lợi ích của một cái
người có thể giữ được những điều nhỏ nhặt thì mới làm được những cái điều to lớn. Còn ngay những cái điều rất là tầm thường, rất là nhỏ nhặt, một cái lòng tham nó rất là nhỏ như này, tham ăn, tham ngủ, tham mặc, tham cái chỗ ở đẹp, cái đấy mà mình chưa bỏ được thì làm sao bỏ được những cái chấp thủ về thân tâm muộn này, làm sao bỏ được những cái chấp thủ về ngũ dục lục trần này, làm sao mà bỏ được cái vòng khổ đau sinh tử này. Vậy thì muốn chấm dứt được cái khổ đau sinh tử thì ấy phải bỏ được những cái thô thiển trước, rồi mấy cái vi tế sau. Thì ấy phải bỏ được cái nhỏ trước, làm được cái nhỏ trước rồi mới làm được cái lớn sau. Xây cái nhà phải xây cái nền móng trước, rồi sau đó thì ấy sẽ có thể xây nên được những ngôi nhà cao tầng. Vậy thì với một cái người tu tập trong giáo pháp của Đức Phật này, vì ấy cần phải tu tập những cái đức hạnh nhỏ nhặt trước, đó là những cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi, trang nghiêm tề chỉnh, những cái đạo đức, những cái đạo hạnh của cái vị ấy, nó luôn luôn phải được thay đổi, nó luôn luôn phải có cái sự tiến bộ trong tất cả những cái đức hạnh bình thường nhỏ nhặt trước, rồi từ phát khởi nên những cái tâm nhu thuận, những cái tâm hiền hòa, những cái tâm cung kính, cái lòng từ bi bác ái, tạo những cái phước lành nhỏ. Sau đó thì những cái đức hạnh của vị ấy nó có tăng trưởng lên rồi, giới hạnh nó tăng trưởng lên rồi, thì lúc ấy những cái tâm rộng lớn, những cái trí tuệ rộng lớn nó mới có thể phát sinh, vị ấy mới có thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân. Nó phải dựa trên nền tảng của những cái đức hạnh ấy. Vậy thì vị ấy phải thành tựu, phải tu tập cả những cái hạnh nhỏ, chứ vị ấy không coi thường, không coi thường những nỗi nhỏ nhặt, không coi thường những cái điều giáo giới coi là nhỏ nhặt. Nhiều vị tỳ kheo đã bất mãn khi Đức Phật thuyết giảng cái học giới, đó là không ăn phi thời. Vị ấy nói rằng xá chi gì một cái tiểu tiết nhỏ nhặt, Đức Thế Tôn quá nặng về cấm đoán đoạn giảng. Ăn uống thì là cái chuyện nhỏ thôi mà, không để cho ăn thoải mái thì còn phải cấm. Nhưng mà những cái ăn đấy nó cũng sinh ra rất nhiều những nậu hoặc, rất nhiều những cái phiền não. Nhiều vị tỳ kheo đi khất thực ban đêm bị người ta mắng chửi, bị người ta trêu ghẹo, rồi bị ngã năn nộn ra cho không nhìn thấy đường. Đấy cũng là những cái phức tạp, đấy cũng là những cái hình ảnh của một cái người tu không được đáng được tôn trọng, bị người ta cơ hiểm, bị người ta chê bai. Thì những cái giới nhỏ nhặt khác cũng thế, Đức Phật quy định cái giới nào cũng có lý do, cũng có mục đích, cũng vì cái sự lợi lạc, vì cái sự lợi ích cho những cái người tu đạo muốn tiến hóa lợi lạc lâu dài. Thì đấy là Đức Phật nói cho cái vị tỳ kheo Bát Đa Ni biết được rằng cái lợi ích của cái việc thọ trì những cái học giới, những cái điều nhỏ nhặt sẽ đem lại những cái hạnh phúc lớn như vậy. Và lúc ấy cái tôn giả Bát Đa Ni sau khi nghe Đức Phật giảng dạy như vậy, rồi vị ấy đã hỏi Đức Phật một cái câu hỏi tiếp theo là: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì ở đây chúng tăng luôn luôn kết tội tỳ kheo? Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì ở đây chúng tăng không luôn luôn kết tội tỳ kheo? Tức là khi mà Đức Phật mà chưa chế ra giới luật ý, thì ít có cái sự tranh cãi về giới luật, hay là phải đem cái vị tỳ kheo này phạm giới là phải đem nó xử trước chúng tăng, nếu vị ấy là phải sám hối trước chúng tăng. Đôi khi vị ấy phạm những cái lỗi thì có thể kết tội vị ấy, hành án treo với vị ấy, và vị ấy phải sống biệt chú, phải không được cái sinh hoạt một cách thoải mái đối với chúng tăng. Đấy là những cái sự kết tội với những tỳ kheo ương bướng, với những cái vị mà không thường xuyên vi phạm giới tội. Cho nên tỳ kheo Bát Đa Di ở đây ý muốn hỏi rằng tại sao các vị tỳ kheo luôn luôn có cái sự tranh cãi nhau về giới luật, có cái sự luôn luôn kết tội nhau, có khi lại không kết tội nhau. Tức là có những khi vị này có một nỗi thì rất nhiều người sẽ kết tội vị ấy, nhưng mà cũng có những người có nỗi thì lại được mọi người giải tội nhanh chóng và không có bắt bẻ, không có kết tội vị ấy. Nâu thì muốn nói là như thế. Tại sao giống cảm giác như là có sự thiên vị vì yêu, có sự thiên vị vì ghét, có cái sự thiên vị vì cái điều gì đó với vị này mà lại không thiên vị với vị kia, về vấn đề liên quan đến giới luật này. Như vậy thì Đức Phật trả lời rằng: Này Bát Đa Ni, có những cái vị tỳ kheo thường hay phạm giới tội rất nhiều lần,
Và khi phạm giới tội như vậy rồi, khi các vị tỳ kheo hỏi đến thì lại tránh né sang một vấn đề khác, nói câu chuyện ra ngoài vấn đề và hiện khởi lên cái sự bất mãn, sân hận, phẫn nộ, và không hành xử chân chánh, không có nắng dịu, không chấm dứt giới tội. Và vị ấy không nói là tôi sẽ phải làm gì để các vị tỳ kheo được hoan hỷ. Tức là một cái vị có nỗi, có phạm giới, nhưng khi được các vị tỳ kheo nói đến thì vị ấy không nhận cái nỗi ấy, không chịu sám hối, không bày tỏ cái tâm pháp nộ sám hối của mình. Đó là vì cái trường hợp ấy thì các vị tỳ kheo sẽ luôn luôn phải kết tội vị ấy, sẽ luôn luôn phải chỉ trích vị ấy, sẽ luôn luôn phải trách phạt vị ấy, vì vị ấy là một cái người ương bướng, người khó dạy bảo, là một cái người thường xuyên phạm giới tội mà lại còn không nhận tội lỗi. Thì cái người ấy là một cái người rất là khó, rất khó có thể tiến hóa. Và vì cái tâm tánh của con người trên đời có những người rất là ngoan ngoãn hiền lành, rất là dễ uốn nắn, dễ dạy bảo, nhưng cũng có những người rất là ngang bướng, cương cường và rất khó dạy bảo. Người đấy có thể là khi sống ở trong một gia đình, cha mẹ sinh ra có những cái đứa con nó rất là ngoan, nhưng mà có những đứa con nó rất là hư hỏng, nó hay ngang bướng, hay làm những việc chống phá. Trong xã hội cũng vậy, có những người người ta hay vi phạm những điều lỗi lầm, mà rất là, cho nên là phải có pháp luật để xử phạt, và trong nhà phải có cái gia quy nề nếp như vậy. Và trong giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, trong giáo hội cũng vậy, có những người thì dễ dàng thực hành theo đúng lời dạy Đức Phật, nhưng mà cũng có người thì rất là ngang bướng, khó có thể điều phục, khó giáo hóa. Cho nên Đức Phật phải chế ra rất là nhiều giới luật để khắc phục, để chế ngự, để điều phục những cái vị tỳ kheo ương bướng khó dạy bảo này, làm những cái điều gì sai trái y theo giới luật này để mà xử lý. Giống như ngoài xã hội vậy, y theo pháp luật mà xử những cái người xấu xa, những người độc ác, những người bất thiện. Thì trong giáo pháp cũng thế, có phàm tăng, có thánh tăng, có hiền tăng, có ác tăng. Không phải là cũng là người tu rồi cũng là thánh thiện như nhau, mà vẫn có người ương bướng. Và có những người ương bướng khất khó dạy bảo như vậy, cho nên chúng tăng phải thường xuyên kết tội vị ấy, phải thường xuyên xử phạt vị ấy, phải thường xuyên hội họp chư tăng lại để xử những cái vị tỳ kheo hư hỏng bất thiện ấy. Đấy là vì cái nguyên nhân ấy nên chúng tăng thường xuyên kết tội vị tỳ kheo. Và có những người thường xuyên phạm giới tội, nhưng mà hoặc là có những người khi phạm giới tội rồi thì vị ấy đã khi có các tỳ kheo hỏi đến thì vị ấy đã nhận tội ấy, vị ấy không tỏ ra cái sự phẫn nộ bất mãn, mà vị ấy lại còn biết trân trọng những người đó chỉ lỗi cho mình, và vị ấy sẵn sàng sám hối trước chư tăng, sám hối để vị ấy ngăn ngừa không phạm những cái điều giới ấy về sau, thì các vị tỳ kheo sẽ yêu ái vị ấy, sẽ cũng sẽ hoan hỷ với vị ấy, sẽ giải tội cho vị ấy mau chóng. Vì vậy cho nên là có khi những vị thường xuyên bị chỉ trích, có vị thường xuyên bị trách phạt, nhưng cũng có những vị cũng có nỗi nầm nhưng vẫn được châm trước, vẫn dễ dàng được bỏ qua, hay là được mọi người vẫn tôn trọng, vẫn hoan hỷ, vẫn thân ái với vị ấy. Nhưng mà có những vị thì lại không như vậy. Đó là vì cái có những người có thể có nỗi và sám hối, hoan hỷ sám hối nhận tội, có những người có tội nhưng không nhận tội. Và cũng có những trường hợp là có những vị tỳ kheo ở đây không thường xuyên phạm tội, tức là rất ít khi phạm tội thôi. Có những vị thường xuyên phạm tội, có những vị không thường xuyên phạm tội, nhưng khi phạm tội rồi được các vị tỳ kheo hỏi đến, vị ấy cũng không nhận tội. Thỉnh thoảng mới phạm tội nhưng cũng không nhận tội. Vì không nhận tội như vậy, vị ấy cũng sinh ra cái tâm sân hận, phẫn nộ và bất mãn. Chính vì cái trường hợp ấy, các vị tỳ kheo vẫn phải kết tội vị ấy, vẫn phải trách phạt vị ấy, vẫn phải xử án vị ấy, vẫn phải có những cái quy định để chế ngự vị ấy. Còn có những vị tỳ kheo không thường xuyên phạm lỗi, tức là thỉnh thoảng mới phạm lỗi, nhưng khi phạm lỗi rồi thì vị ấy lại sám hối những lỗi lầm ấy. Vị ấy không phẫn nộ bất mãn khi được người khác chỉ lỗi cho mình, mà vị ấy luôn luôn có cái tâm phục thiện, tức là vị ấy sẵn sàng xa lì ở tránh né, từ bỏ những lỗi lầm ấy ở tương lai. Cho nên các vị tỳ kheo vẫn có thể hài hòa hoan hỷ
và không kết tội, giải tội cho vị ấy một cách mau chóng để vị ấy có thể sinh hoạt chung với chư tăng. Vì vậy cho nên không phải là các vị tỳ kheo tư vị vì yêu hay là thiên vị vì yêu vì ghét mà kết tội vị này, mà xử phạt vị này, mà lại bỏ qua tội cho vị kia, mà lại giảm tội cho vị kia, hay là lại giải tội cho vị kia một cách nhanh chóng. Đó là vì cái có mỗi người có những cái tâm tánh dễ dạy bảo và có người khó dạy bảo. Vì khi có lỗi mà không có chịu nhận lỗi thì phải xử phạt nặng hơn. Còn những người có lỗi mà người ta có nhận lỗi, sửa lỗi thì cái sự xử phạt với vị ấy sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì đấy, vì cái trường hợp ấy cho nên các vị tỳ kheo đôi khi là thường xuyên kết tội lẫn nhau, nhưng mà đôi khi cũng không thường xuyên kết tội lẫn nhau. Và ở đây Đức Phật lấy cái ví dụ rằng, này Bát Na Di, có tỳ kheo còn sống trong tăng chúng với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Ở đây các tỳ kheo suy nghĩ chư hiền, tỳ kheo này còn sống trong tăng chúng với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Nếu chúng ta thường kết tội tỳ kheo này, chúng ta hãy đừng để chút ít lòng thương, chút ít lòng tin của vị ấy bị đoạn diệt. Này, giống như là một cái người gia chủ có một con mắt, đã mất đi một con mắt, chỉ còn một con mắt, bà con huyết thống của vị ấy phải bảo vệ cái con mắt còn lại của vị ấy. Bà con nghĩ như sau, chúng ta chớ để cho cái con mắt của vị ấy bị đoạn diệt. Cũng vậy này, Bát Na Di, các tỳ kheo còn sống ở trong tăng chúng với một ít lòng thương, với một ít lòng tin. Các tỳ kheo suy nghĩ, cái tỳ kheo này còn sống với một ít tình thương, với một ít lòng tin, chớ để đoạn diệt mất cái lòng tin, tình thương của vị ấy. Như vậy thì các tỳ kheo kết tội một vị tỳ kheo là để bảo vệ cho cái vị ấy còn có được cái sự hướng thiện, tức là còn có được cái giới hạnh, còn có được cái sự chân chánh. Chứ nếu như mọi người cứ bỏ mặc vì đấy, ai muốn làm gì thì làm, thì với một cái sự với một cái nối sống không có khuôn khổ, không có tuân thủ theo một cái phép tắc gì, một cái giới hạnh gì, một cái giới luật gì, thì vị ấy sẽ mất hết những cái đạo hạnh, mất hết giới hạnh, và vị ấy sẽ thối thất, sẽ thối đọa trong giáo pháp này. Vị ấy sẽ có đi vào đọa xứ, không thể lớn mạnh trong giáo pháp này được. Vì vậy cho nên với cái người nào càng có nhiều nỗi nầm, thì các vị tỳ kheo vì cái tình thương, vì muốn giữ lại cái giới hạnh của vị ấy, để cho vị ấy có thể tiến hóa, tiến bộ, lợi lạc, lợi ích trong giáo pháp này, cho nên các vị tỳ kheo thường xuyên chỉ lỗi cho vị ấy, thường xuyên chỉ trích vị ấy, thường xuyên kết tội vị ấy, để cho với cái mục đích là để cho vị ấy ngăn ngừa không phạm vào những cái điều nỗi nầm ấy ở tương lai nữa, chứ không phải là vì cái sự bao bọc, bao che nỗi nầm cho nhau mà nói rằng đấy là tình thương. Nếu mà một cái người nói rằng là cái người này là bạn thân với mình, là cái người thân thiện mình, họ có nỗi mình bao che cho nó, không có nói cái nỗi ấy ra, thì đấy không phải là thiện tri thức, đấy không phải là bậc chân nhân, đấy không phải là cái nối sống của các bậc thánh nhân. Với một cái người bà con huyết thống thân thích vì muốn lợi lạc lợi ích cho những cái người thân của mình, ví dụ có những cái đứa trẻ nó hư hỏng, nó ngỗ nghịch, rồi nó tự làm hại nó tự làm khổ nó, vì vậy cho nên phải răn đe nó, nói nhẹ nó không được thì phải nói nặng, phải dùng roi dùng vọt để đánh nó, đánh là vì cái tình thương, để nó sửa đổi cái tính nết, sửa đổi cái hư hỏng, để nó lớn lên, nó không phạm vào những cái điều tội lỗi lớn, nó không bị trở thành những cái tên đầu trộm đuôi cướp, nó không trở thành những cái tên tội phạm, nó không bị các cái quan quân của nhà vua bắt đem đi xử bắn xử chém gì. Đấy là muốn cho nó trở thành người tốt. Cũng vậy trong giáo pháp của Đức Phật, có những người tốt, có những người không tốt, và những cái người nào được gọi là những cái người bạn tốt thì phải chỉ lỗi cho những cái người thân của mình, thấy những cái bạn đồng đạo của mình, thấy người ấy có những cái làm những cái việc xấu thì phải nói cho vị ấy từ bỏ việc xấu ấy, vị ấy phạm những cái điều giới, thì chư tăng sẽ hội họp lại để xử phạt vị ấy, để cho vị ấy dứt bỏ cái nỗi nầm ấy, dứt bỏ cái tội lỗi ấy,
Đấy là cái tình thương để vớt vát nạn. Còn một chút niềm tin, còn một chút tình thương ở trong tăng chúng này. Tăng chúng còn một chút tình thương để giữ lại cái niềm tin của vị ấy ở trong giáo pháp này, không để cho vị ấy thối thất, không để cho vị ấy trở thành một cái người hư hỏng tuyệt đối, không thể tồn tại trong giáo pháp này. Rồi vị ấy phải xả y hoàn tục, rồi vị ấy phải trở về cái đời sống thế gian, thì vị ấy không có thể sống trong cái môi trường thanh tịnh này được. Bởi vì cái sự ô nhiễm trong cái môi trường thanh tịnh không thể chứa đựng một cái người ô nhiễm được. Như là ở trong cái biển lớn cũng chứa xác chết. Như vậy trong giáo pháp, trong thời chánh pháp, các vị tỳ kheo là những bậc thánh nhân, cái đời sống nó rất là thánh thiện, thì cái lúc ấy những cái tà nhân, những cái vị ác nhân, những cái vị bất thiện không thể tồn tại được trong giáo pháp ấy. Cho nên là Đức Phật nói rằng trong cái thời đại nào mà các cái vị hiền thiện tỳ kheo mà còn nhiều, thì lúc ấy các vị ác tỳ kheo sẽ phải ẩn mình giữa đám đông hoặc ẩn mình ở nơi rừng núi, không dám xuất hiện, không dám ngó đầu. Nhưng đến một cái thời đại nào đó, các cái vị ác tỳ kheo sẽ nhiều lên và các hiền thiện tỳ kheo ít đi, thì lúc ấy các vị hiền thiện tỳ kheo phải ẩn mình đi, ẩn mình trong rừng núi, ẩn mình ở nơi đám đông, không dám xuất hiện, không dám ngó đầu, vì ngó đầu ra thì sẽ bị vỡ đầu. Vậy thì trong cái thời chánh pháp, trong thời Đức Phật còn tại thế, lúc ấy các bậc thánh nhân rất nhiều, và những cái người chỉ cần có một chút nỗi nầm thôi là không sống được ở trong đó. Một chút thô thiển nỗ mãng, một chút phóng dật thôi là đã không thể tồn tại được ở trong cái giáo pháp, trong một cái hội chúng thánh nhân như vậy. Vậy thì chỉ cần có một chút nỗi nầm là chư tăng sẽ đến xử lý, là sẽ bị trách phạt. Cái vị ấy, đấy là cái giới luật của Đức Phật quy định là vì cái lợi lạc, vì cái lợi ích cho các vị tỳ kheo như thế. Vậy cho nên rồi cái vị Bát Đa Ni này lại tiếp tục hỏi Đức Phật câu hỏi nữa: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, lúc xưa các học giới tuy ít nhưng các tỳ kheo đã ngộ nhập chánh trí nhiều hơn? Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ngày nay học giới nhiều nên mà các vị tỳ kheo ngộ chánh trí lại ít đi? Đấy là một cái câu hỏi rất là thực tế. Vì 20 năm đầu Đức Phật không có chế định giới luật, mà từ năm thứ 20 trở về sau thì Đức Phật chế định giới liên tục, giới liên tục. Mà 20 năm đầu thì những người tu tập theo giáo pháp của Đức Phật chứng đắc thánh quả liên tục liên tục. Mà 20 năm về sau cái bậc chứng đắc thánh quả vơi hẳn đi, ít hẳn đi. Và mọi người đều thấy rõ ràng điều ấy. Thì đấy là 20 năm đầu sở dĩ Đức Phật không thuyết giới, không chế định giới, bởi vì lúc ấy các vị tỳ kheo đều là những bậc chứng được thánh đạo thánh quả, và những người phàm nhân rất ít, rất ít các vị phàm nhân. Và cái hội chúng thánh nhân sống rất thánh thiện như vậy thì cần gì phải giới luật? Chỉ khi nào mà có những người xấu xa xuất hiện làm những cái điều xấu xa, có cái pháp hữu nộ xuất hiện trong giáo pháp, thì lúc ấy Đức Phật mới chế định giới luật. Đó là 20 năm trở về sau. Bởi vì cái lúc đầu thì trong giáo pháp của Đức Phật chưa lớn mạnh, hội chúng chưa đông đúc, và lúc ấy chưa có những phiền não. Thì Đức Phật nói rằng khi nào cái các loài hữu tình bị thối thất, khi diệu pháp biến mất, thời các học giới có nhiều nên và các vị tỳ kheo ngộ nhập chánh trí sẽ ít đi. Đấy là càng về sau này, càng về sau này như vậy. Tức là khi nào con người bị suy yếu đi, suy kém đi, cái niềm tin suy yếu đi, cái sự tinh tấn suy yếu đi, cái sự thực hành pháp suy yếu đi, cái tâm khuynh hướng về cái danh vọng lợi dưỡng nó tăng lên, thì lúc ấy những phiền não sinh ra, và cái lúc ấy là lúc cần phải phát sinh ra những cái giới luật để chế ngự những cái vị tỳ kheo ấy. Và Đức Phật nói rằng khi nào các cái pháp hữu nộ mà xuất hiện trong tăng chúng thì lúc ấy bậc đạo sư mới chế giới. Và chỉ khi nào cái uy tín trong tăng chúng lớn mạnh, tăng chúng phải thật sự lớn mạnh, thì lúc ấy các pháp hữu nộ nó mới hiện khởi. Và chỉ khi nào các cái trong tăng chúng có cái danh lợi tối thượng, có được cái danh xưng tối thượng, có được cái địa vị kỳ cựu tối thượng, là trong thực ra trong 20 năm đầu thì lúc ấy cái danh tiếng hay là cái giáo pháp lúc ấy nó chưa có lan rộng, chưa lớn mạnh khủng khiếp như 20 năm về sau. 20 năm đầu thì
người nào đi xuất gia là với cái niềm tin thật sự. Người nào đi xuất gia là lúc ấy Đức Phật còn quy định người đi xuất gia là phải mặc y phấn tảo, ra đống rác nhặt vải về để may y mặc, rồi đi khất thực xin ăn và dứt bỏ hết sự đời, chỉ chuyên tâm thực hành giới định tuệ. Và sau này những cái vị tu hành chứng đắc các đạo quả rất nhiều rất lớn, và cái lúc ấy cái tiếng lành đã đồn xa đi khắp nơi, khắp cõi, khắp nhân gian. Và cả các vị tỳ kheo ni, rồi sa di ni, nam nữ cư sĩ chứng đắc đạo quả vô số người chứng đắc đạo quả. Vì cái sự chứng đắc đạo quả vô số như vậy, niềm tin của nhân gian tăng lên khủng khiếp. Về cái niềm tin, vì cái danh tiếng tăng lên, người đi xuất gia cũng tăng lên rất nhiều. Và đặc biệt là sau 20 năm về sau ấy, có những người đã suy nghĩ như rằng cuộc đời rất là gian nan vất vả, đi làm ăn khó khăn quá. Bây giờ mà những người tu thì có cái danh vọng lớn, danh tiếng lớn, uy quyền lớn, và được cái sự tôn trọng cung kính rất lớn như vậy, vậy thì mình không cần đi làm gì nữa. Bây giờ cứ đắp cái áo vào rồi là sẽ có nhân gian cúng dường vật thực, cứ vậy mình ăn sống qua ngày. Đấy được gọi là cái nhóm gọi là lục quần tỳ kheo. Lục quần tỳ kheo lúc là lúc đấy bắt đầu xuất hiện là có 6 cái nhóm, ấy mỗi nhóm là có 500 tỳ kheo, và các vị ấy là những cái người đời suy nghĩ như thế, không phải là vì cái tâm chân chánh muốn cầu cái đạo giác ngộ giải thoát, mà vì muốn cầu cái sự an nhàn hưởng thụ. Cho nên các vị ấy đã đi vào trong giáo pháp xin được xuất gia. Thì vì Đức Phật cũng chẳng có từ chối ai, vì lúc ấy chúng tăng là những người tiếp nhận mọi người mà xuất gia, chúng tăng cũng chỉ biết ai cầu đạo xuất gia đều xuất gia hết. Và vì vậy cho nên là có những người do không chân chánh xuất gia, không thật sự xuất gia vì cái mục đích, đó là cái sự liễu sinh thoát tử, vì cái mục đích giác ngộ thánh đạo thánh quả, mà vì cái mục đích hưởng thụ cái sự an nhàn. Thì vì vậy cho nên các vị ấy sẽ vi phạm rất là nhiều những cái điều, làm những cái điều xấu, làm rất là nhiều những cái việc không đúng pháp, không để tâm học pháp, không để tâm thực hành pháp, mà các vị ấy sẽ lông bông, sẽ lăng xăng, sẽ phóng dật, sẽ hướng ngoại nhiều, và cái sự tu tập định tĩnh của các vị ấy ít. Cho nên đấy được gọi là cái khi nào các hữu lậu pháp xuất hiện, đấy chính là hữu lậu, đấy chính là những phiền não, đấy chính là vì cái thế gian chỉ trích cơ hiểm, những người tu hành không chân chánh ấy tạo ra cái tiếng xấu cho giáo pháp, cho giáo hội, cho tăng đoàn. Cho nên Đức Phật cần phải chế định những cái học giới, quy định những người nào có thọ trì giữ gìn được những học giới này thì mới cho tồn tại trong giáo pháp này. Còn những người nào đã vi phạm những cái giới này thì cần bị trục xuất. Những người nào đã vi phạm những cái giới này thì cần phải hành biệt chú. Những người nào vi phạm những giới này thì cần phải sám hối trước hội chúng tỳ kheo. Nhưng vì nào vi phạm những giới nhỏ nhặt này thì chỉ cần hai vị tỳ kheo sám hối với nhau là được. Thì có những cái nỗi có thể sám hối được, có những cái nỗi phải sám hối ở mức độ cao hơn, có những cái nỗi không thể sám hối được nữa và cần phải trục xuất vị ấy ra khỏi giáo hội. Thế là từ lúc đấy mà đi mới quy định ra những cái học giới như vậy, để cho những vị nào đã muốn tu tập ở trong giáo pháp này thì phải giữ những cái giới luật ấy. Đấy là vì cái mục đích, vì nguyên nhân như vậy cho nên 20 năm sau Đức Phật mới quy định ra các học giới là như thế. Và vì vậy cho nên là sau này rất nhiều người xuất gia và học giới cũng trở nên rất là nhiều, rất nhiều những cái giới luật đã được quy định, và những người thực tu tập thì chứng đắc đạo quả vẫn không nhiều bằng thời trước. Thời trước tu ít nhưng mà chất lượng. 20 năm đầu người xuất gia ít nhưng mà rất là chất lượng, chứng đắc thánh đạo thánh quả. Và về sau này người xuất gia vì không có cái mục đích là tầm cầu cái sự giải thoát giác ngộ, cho nên người xuất gia sẽ nhiều lên nhưng mà cái sự chứng đắc đạo quả ít đi. Đấy là ít là so về cái số lượng và chất lượng. Số lượng nhiều lên nhưng chất lượng ít đi. Lúc đầu về số lượng ít nhưng mà hoàn toàn là đều là chất lượng hết. Đấy là vì lý do ấy cho nên khi xưa học giới ít mà các vị tỳ kheo chứng chánh trí nhiều, mà sau này học giới nhiều lên mà những người xuất gia chứng được cái chánh trí ít đi. Rồi Đức Phật sau khi trả lời như vậy, Đức Phật lại hỏi lại Bát A Di rằng: Đại Bát A Di, ông còn nhớ cái bài pháp ta thuyết giảng cho ông về con
nương chủng mã hay không, về con ngựa thuần chủng, về con ngựa thuần nương. Đức Phật đã dùng cái hình ảnh con ngựa ấy để thuyết giảng. Thì Bát A Ni nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con không nhớ nữa, vì con trạo hối, vì con đã không thực hành giới luật của bậc đạo sư, tâm con bất an trạo hối nên con không còn nhớ gì. Thì Đức Phật nói rằng: ngay khi ta thuyết giảng bài pháp ấy, ta biết rằng tâm của ông không có để, không có lắng tai, không có chú tâm, không có nghe thực hành giáo pháp. Cho nên là vậy, bây giờ ta sẽ thuyết giảng cho ông, ông hãy lắng nghe và tác ý về cái bài pháp con nương chủng mã này. Và Đức Phật nói rằng: này Bát A Ni, ví như một cái người điều mã thiện xảo nhận được một cái con nương mã hiển thiện, rồi vì ấy huấn luyện cho cái con nương mã ấy, cái con ngựa ấy, thứ nhất là nó phải quen với dây cương, nếu như nó có vùng vẫy nhảy chồm nhảy ngược chống cự, vì chưa quen với cái việc huấn luyện trước kia. Con ngựa ấy do sự huấn luyện thường tiếp tục được thuần phục về phương diện ấy. Này Bát A Ni, khi con nương mã hiển thiện được huấn luyện ấy đã quen với dây cương rồi, thì lại cho nó nằm quen với yên ngựa. Khi nó quen với yên ngựa rồi thì bắt đầu huấn luyện cho nó đi vòng quanh, đi bằng đầu móng chân, cho nó chạy, cho nó phi, cho nó hí, chơi các trò chơi vương giả, vương nực, vương tối thượng tốc nực, tối thượng nhanh nhẹn và tối thượng thiện này. Đấy là 10 cái đức tính của cái con nương chủng mã. Mà cái đức tính này không phải là nó sinh ra mà nó có, mà do những cái người chủ, những cái người huấn luyện ngựa, điều phục ngựa, người ta điều phục, người ta huấn luyện, vì người ta điều phục, người ta huấn luyện cho nên nó mới thuần thục như vậy, thuần thục với dây cương, thuần thục với yên ngựa, thuần thục với cái việc đi vòng tròn, đi bằng đầu móng chân, chạy phi hí, chơi các trò chơi vương đực đấy. Thì khi mà nó đã thuần phục về phương diện ấy rồi thì cái con ngựa ấy, này Bát A Ni, Bát A Ni, con ngựa hiển thiện ấy trở thành xứng đáng là một cho vua sử dụng, trở thành báu vật của vua, được liệt vào ấn tướng của vua. Đấy là cái con nương chủng mã. Rồi nói về một vị tỳ kheo thì Đức Phật lại cũng lấy cái ví dụ ấy nói rằng: này Bát A Ni, một vị tỳ kheo thành tựu được 10 đức tánh này thì đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời. Thế nào là 10? Vị tỳ kheo khi nào vị ấy thành tựu được vô học chánh tri kiến, thành tựu vô học chánh tư duy, thành tựu vô học chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Khi nào vị ấy thành tựu được 10 cái đức tánh ấy thì vị ấy đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay. Thì cái thành tựu được vô học chánh tri kiến là làm sao? Chánh tri kiến ở đây thì nó có những cái mức độ từ thấp đến cao, tức là một cái trí tuệ hiểu đúng sự thật được gọi là chánh tri kiến. Như là một cái người có tà kiến là hiểu sai sự thật. Như có những người cho rằng là cái hạnh phúc an vui ở trên đời này là do có một cái đấng thần linh nào ban cho, do trời đất ban cho hay do ngẫu nhiên mà có, không có nhân quả, không có tội phước, không có những cái đời này không có đời sau, không có những cái quả báo của hành vi thiện ác. Đấy là tà kiến. Còn một cái người khi được nghe giáo pháp của bậc đạo sư, của bậc giác ngộ thì biết rằng là có nhân quả nghiệp báo, có luân hồi tái sinh, có cái quả báo của các cái việc thiện ác, thì đấy được gọi là một bậc có chánh kiến. Nhưng đấy chưa phải là vô học chánh kiến, đấy mới gọi là cái chánh kiến hữu nậu thế gian thôi. Rồi khi nào vị ấy biết được cái thân này là năm uẩn, biết được cái thân này là khổ, biết được cái nhân sinh ra cái thân năm uẩn này, biết được cái sự vô thường khổ vô ngã, cái sự chấm dứt, cái đoạn trừ được vô minh tham ái chấp thủ với thân năm uẩn này, và vị ấy biết được cái con đường nào sẽ đoạn trừ được cái vô minh tham ái chấp thủ ấy để chấm dứt cái tái sinh, để vị ấy đạt được cái sự sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã chính trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Khi nào mà vị ấy đạt đến như vậy thì vị ấy mới được gọi là vô học chánh tri kiến. Vô học chánh tri kiến là khi vị ấy niễu chi giác chi, đã có cái sự tuệ chi giác chi, hay là niễu chi các cái sự thật, các cái chân lý tứ thánh đế chứng đắc hoàn toàn, không còn tham ái, không còn chấp thủ gì với thân âm uẩn này nữa, thì cái đấy mới được gọi là vô học chánh kiến. Thì khi có được vô học chánh kiến rồi thì vị ấy có vô học chánh tư duy, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cũng vậy. Thế mà mình còn phải tác ý giữ giới,
Mình còn biết là giữ giới không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, giới không rượu, mình còn giữ những cái giới ấy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng ấy. Nhưng mà đối với một cái bậc đã đoạn trừ được các câu uế phiền não rồi, thì vị ấy thể nhập với lại cái tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tinh tấn, rồi vị ấy thành chịu vô học, tránh niệm, tránh định, tránh tuệ. Tức là khi mà vị ấy có tránh trí, tránh giải thoát rồi, thì vị ấy lúc nào cũng thấy cái sự thật, tâm của vị ấy thể nhập với sự thật. Tất cả khi đi đứng nằm ngồi, lúc nào vị ấy cũng sống với cái chánh trí ấy, sống với cái sự chánh giải thoát ấy, đoạn trừ được những cấu uế phiền não ấy. Cho dù các căn của vị ấy có tiếp xúc với các trần cảnh thì vị ấy cũng không có bị những ô nhiễm phiền não nó sinh khởi, vị ấy không bị tà kiến, vị ấy không có những điên đảo tưởng, không nghĩ rằng các cái cảnh sắc thanh hương vị xúc ấy là thường lạc ngã tịnh, mà vị ấy thấy rõ đưa được cái sự vô thường của vô ngã, cái sự ô uế bất tịnh của tất cả các pháp hữu vi này. Thì vị ấy luôn luôn có cái sự tịch diệt, tịch tinh, có cái sự tự tại, không còn dao động với bất cứ một cái cảnh gì trên đời. Thì đấy là được, vị ấy mới là vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vì vị ấy có chánh trí, chánh giải thoát đã được thể nhập. Thì lúc ấy vị ấy đáng được cung kính, tôn trọng, cúng dường, chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Đó là đức hạnh của một bậc A-la-hán, một bậc lậu tận. Đấy, này, phải. Vậy thì một cái vị tu tập theo cái nội trình giới định tuệ, theo cái nội trình bát chánh đạo, thì vị ấy cần phải có cái sự hướng đến thành tựu chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn. Vị ấy phải hướng đến nỗ lực đoạn trừ các kiết sử phiền não, các cấu uế phiền não, các tham sân si. Và vị ấy cần phải đi tuần tự từ thấp đến cao, thực hành từ cái dễ đến khó, thực hành theo nội trình, viên mãn các học giới, rồi vị đó sẽ viên mãn các cái pháp về thiền định, rồi sau đó vị ấy sẽ được viên mãn về thiền tuệ, vị ấy sẽ được viên mãn về trí tuệ, vị ấy sẽ thành tựu được chánh trí và chánh giải thoát. Đó là cái ý nghĩa của cái bài kinh Bát Đa Ni. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Bát Đa Ni hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Kinh Bát Đa Ni thứ 65. Đây là hết cái nội dung của bài kinh. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp, trình pháp. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh ạ. Chùa Phúc Minh có nhận thiền sinh là tôn giáo bạn không ạ? Chùa Phúc Minh có nhận tất cả những ai có tâm hành thiền, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt hệ phái, không phân biệt bất cứ một hạng người nào, bất cứ ai có tâm hành thiền, muốn hành thiền, muốn học pháp thiền thì đều nhận mọi người đến để thực hành. Dù là các vị là tôn giáo bạn vẫn được tôn trọng cái tín ngưỡng của các vị ấy và vẫn hành thiền bình đẳng như tất cả mọi người khác. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Đạo. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có nói ngồi kiết già nhưng mình ngồi bán già có được không ạ? Tại khi con ngồi bán già, thân khó định quá, nhưng bớt đau hơn. Nếu con cứ chịu đau, kiên trì ngồi kiết già thì có tốt không ạ? Và an trú chánh niệm trước mặt là như thế nào ạ? Với cái tư thế ngồi trong kinh thì luôn luôn Đức Phật nói là vị ấy ngồi kiết già nương thẳng, và không bao giờ Đức Phật dùng đến câu ngồi bán già cả. Nhưng mà mình không nên chấp vào từng nơi trong kinh như vậy. Thì khi mà Đức Phật nói đến cái từ đấy, nó mang cái tính là phổ thông, chung chung cho một cái người ngồi thiền, ngồi như đã ngồi khoanh chân lại giữ nương thẳng đầu thẳng, thì mình có thể gọi là kiết già hay bán già, nó chỉ là cái cách gọi mà thôi. Nghĩa là vị ấy ngồi trang nghiêm tề chỉnh để mà hành thiền một cách nghiêm túc là được rồi.
Còn cái thế ngồi thì không quan trọng. Ngồi kiết già cũng vậy, mà bán già cũng vậy, hai chân bằng nhau cũng vậy, đều như nhau hết. Nó không quan trọng ở cái thế ngồi ấy, mà nó quan trọng ở cái sự thực hành, cái chánh niệm ấy, cái chú tâm ấy, vị ấy chánh niệm trước mặt, để niệm trước mặt, chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Vì khi mà thực hành thiền hơi thở thì vị ấy cần phải hướng tâm lên trước mặt, chứ vị ấy không được đưa tâm đến các cái vị trí khác, như là không được đưa tâm lên đầu, không được đưa tâm xuống dưới thân. Khi mà vị ấy thực hành quán về 32 thể trược cơ thì vị ấy có thể quán tất cả các cái thân Phật ở trên thân mình, hay quán tứ đại thì ở trên thân mình. Nhưng quán hơi thở thì cái hơi thở nó ở trước mặt, hơi thở nó không ở một chỗ nào khác. Vị ấy muốn thực hành thiền hơi thở, vị ấy phải ngồi kiết già nương thẳng để niệm trước mặt. Tức là cái tâm, cái ý thức của mình hướng về trước cửa mũi, thì đó là trước mặt mình. Thì vị ấy giữ cái chánh niệm tỉnh giác và nhận biết cái hơi thở đi vào đi ra. Vì cái hơi thở nó ở trước mặt, chứ nó không ở chỗ nào khác. Cái phòng xẹp ở dưới bụng ấy là phong đại, là gió, không phải là hơi thở. Vị ấy đưa tâm vào trong người mình, nó sẽ bắt vào cái tính gió, nó không phải hơi thở. Chỉ có để tâm ở trước mặt, ở gần cửa mũi, nó mới là hơi thở. Vì vậy nên Đức Phật nói là để niệm trước mặt, rồi thì ấy nhận biết hơi thở bảo ra là vậy. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh. Một thiền sinh tu tập tốt thì trong thời gian bao lâu thì thực hành được hết các pháp thiền do sư hướng dẫn ạ? Một vị mà tu tập tốt, nhưng mà tốt thì nó có nhiều mức độ. Nếu mà vị ấy có thể có được định nhanh chóng, như là có nimitta hay có ánh sáng, hay là vào được an chỉ định, hay là vào được sơ thiền ấy, từ lúc đấy mà đi thì mới có thể tính về thời gian được. Còn nếu như mà một cái người mà đang thực hành thiền hơi thở mà trong bao lâu vị ấy mới đắc định, thì cái này nó không có giới hạn về thời gian. Có thể là vị ấy một ngày cũng đắc định, có thể là 10 ngày, có thể là cả 100 ngày, có thể cả năm, nhiều năm vị ấy mới đắc định. Khi đắc định rồi, có nimitta rồi, trong bao lâu thì vị ấy có thể vào được sơ thiền, thì cái này nó cũng tùy từng người. Có người đắc nhanh tiến chậm, có người tiến nhanh đắc chậm, người tiến nhanh đắc nhanh, có người tiến chậm đắc chậm. Cho nên là cái thời gian ấy cũng không cố định, có thể rất nhanh nhưng cũng có thể rất lâu. Còn khi mà vị ấy bắt đầu tiến bộ hơn nữa, vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi, thì từ giai đoạn đấy mà đi thì vị ấy sẽ tiến bộ nhanh. Có thể trong 1 năm, 2 năm, nếu mà nhanh, vị ấy có thể đi hết được các pháp thiền định và các pháp thiền tuệ, 40 đề mục thiền định hay là các cái pháp về thiền tuệ Vipassana. Có thể là 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, chắc là lâu nhất thì đến 7 năm là hết. Thì trong khoảng thời gian đấy thôi, như trong kinh niệm xứ Đức Phật nói, vị ấy có thể thực hành 1 ngày đến 7 ngày, 1 tháng đến 7 tháng, 1 năm đến 7 năm. Đấy là cái quá trình tu tập, có người nhanh, người chậm. Người nhanh thì 5, người chậm nhất thì chắc 7 năm thì hết xong. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Quỳnh Trang. Con muốn bắt đầu tập hành thiền thì con phải bắt đầu từ đâu và nên làm thế nào ạ? Bắt đầu hành thiền thì mình phải tập một cái pháp thiền. Nó có rất nhiều pháp thiền mà mình hãy cần phải tìm một cái vị nào đó có thể hướng dẫn. Nếu mình chưa biết bắt đầu từ đâu thì mình cần phải nhờ một vị nào đó và xin thầy dạy cho con một pháp thiền. Rồi khi mình đã thọ trì rồi thì hãy thực hành theo cái sự chỉ dạy của đó. Thì có ví dụ như bắt đầu mình thực hành với thiền hơi thở thì mình cần phải có thời gian để thực hành. Bắt đầu ấy, thì mình cần phải thay đổi cái thói quen sinh hoạt của mình hàng ngày. Nhưng mà mình phải có cái sự thận trọng trong việc giữ giới nhiều hơn, trong việc hộ trì các căn nhiều hơn, dứt bỏ đi những cái ham vui ở đời như là xem ca nhạc, múa hát, nói chuyện phiếm. Đấy là hay là tụ tập với những cái bạn bè xấu, hay là chơi những cái trò chơi náo loạn ở thế gian, cần phải dứt bỏ những cái đấy đi. Rồi rồi mình cần phải tập sống ở một cái nơi yên tĩnh, như là có một cái tịnh thất riêng, có một cái chú xứ ít tiếng ồn, và hàng ngày phải có thời gian để mình thực hành công phu cái pháp thiền ấy, ngồi kiết già nương thẳng để niệm trước mặt, chánh niệm về hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra. Rồi mình cứ biết hơi thở vào ra ở ngay trước cửa mũi ấy, và cứ duy trì cái sự nhận biết hơi thở vừa phải, nhẹ nhàng, tự nhiên, đều đặn. Như vậy
trong vòng một thời, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng tùy theo. Một ngày có thể ngồi một lần, hai lần, ba lần, bốn lần tùy theo cái thời gian của mình. Rồi tập như thế cho đến khi nào nó định tĩnh thì thôi. Và trong cái lúc tập ấy thì mình thấy có cái dấu hiệu định tĩnh gì thì mình cần phải chỉnh pháp tiếp. Chứ ngay một lúc mà có thể học được hết cả một cái lộ trình thì sẽ không khó lắm. Vậy nên là cái thực hành đến đâu thì cần phải học hỏi đến đấy. Rồi sau đó thì cứ tuần tự thực hành. Con xin đọc câu hỏi của Thiền Sinh. Sư có nhận xuất gia gieo duyên mùa hè này cho các cháu học sinh không ạ? Độ tuổi nào thì được ạ? Nếu như mà có các bạn nào muốn xuất gia gieo duyên hay là các bạn học sinh mà được nghỉ hè muốn đến xuất gia gieo duyên thì sư có nhận, sư hoan hỷ đón nhận và sư sẽ xuất gia gieo duyên cho trong khoảng thời gian một tháng hoặc hai tháng hoặc ba tháng đều được hết. Thì nhưng mà yêu cầu là phải có cái tâm muốn xuất gia và chấp nhận những cái nội quy, những quy định ở trong chùa, và nó sẽ rất là nhiều những cái thói quen sinh hoạt của các vị thanh thiếu niên không biết có phù hợp hay không. Nhưng là khi mà đã sinh hoạt ở trong hội chúng, trong cái môi trường tu tập, ở đây là môi trường thiền, ngôi chùa chuyên tâm hành thiền, đòi hỏi cái sự im lặng thánh thiện rất là cao. Và muốn xuất gia gieo duyên thì phải học 10 giới của sa di ấy, và phải có học những cái luật nghi, những cái phép tắc của sa di. Nếu mà ai mà có thể giữ được những cái giới hạnh nhé, như là khi thọ sa di rồi mình sẽ không được năng xăng chạy nhảy, không được nói to, mà hàng ngày phải ngồi thiền, phải học pháp, và có cái thói quen rất là khó nữa, đó là không ăn phi thời, không ăn buổi chiều, chỉ ăn buổi sáng, buổi trưa, đấy là, và không dùng điện thoại, ở riêng biệt một mình. Và với cái độ tuổi nào mà có thể tự chủ, tự no được cho bản thân mình ấy, tức là vị ấy có thể tự tắm giặt được, có thể ở một mình mà không sợ tối được ấy, thì được chấp nhận. Ví dụ như cấp 2 trở lên thì được, cấp 2, cấp 3 sinh viên đại học trở lên thì chắc là được, còn nhỏ quá thì khó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khang Hữu. Con có thể dùng cà phê để hạn chế hôn trầm khi hành thiền và đeo khẩu trang để ghi nhận hơi thở không ạ? Dùng cà phê cho nó tỉnh táo thì được, không sao, nhưng mà nó tùy theo mình, mà uống cà phê nó không có hại gì cho sức khỏe. Uống trà, uống cà phê cho nó tỉnh táo, nó không hại cho sức khỏe thì được, đấy không có vấn đề gì. Còn khi quan sát hơi thở nó vào ra, nó sẽ có cái làn gió mát mát nó chạm vào cái da cánh mũi, cái da ở mũi trên, ở chóp mũi, và mình không nên nhận biết nó bằng cái gió khi mà nó thổi lên trên mặt hay là các vị trí khác. Nhất là khi đeo khẩu trang thì mình thấy hơi thở nó sẽ ở bên trong cái khẩu trang đấy, và khi nó ra khỏi ba cái vị trí nó trở thành gió, nó có thể không còn là hơi thở nữa. Vì vậy cho nên không nên đeo khẩu trang, cứ để cho hơi thở tự nhiên, và mình cứ để tâm sát lên cái cánh mũi, mình sẽ thấy được hơi thở vào ra, không cần phải quá rõ ràng, chỉ cần biết hơi thở vào ra một cách lơ mơ thôi, nhẹ nhàng tự nhiên, vậy là đủ rồi, không cần phải rõ ràng quá, rõ ràng quá cũng không tốt, nên là cứ để tự nhiên thì tốt hơn. Con xin đọc câu hỏi của Thiền Sinh. Tham, sân, si là bản tính của con người sinh ra đã có rồi. Tại sao đạo Phật lại coi nó là xấu? Tại sao phải đoạn trừ nó ạ? Tham sân si sinh ra nó đã có rồi. Bởi vì nó nguy hiểm, bởi vì cái tham sân si ấy nó hại mình, hại người, làm khổ mình, làm khổ người. Từ tham sân si ấy người ta có thể làm những việc xấu xa, tội lỗi, bất thiện, khổ đau. Giống như con rắn nó sinh ra nó đã có nọc độc rồi. Mình thấy con rắn nó sinh ra có nọc độc rồi, mình sẽ thấy nó rất là nguy hiểm, đáng sợ, và nó cần phải được diệt trừ.
Thực ra thì cái tánh tham sân si nó không phải là do cha mẹ sinh ra, mà nó do cái tập, do cái sự, do cái môi trường, do cái văn hóa của con người. Như là cái người nào khi mà được sinh ra ở trong một cái gia đình mà có văn hóa, có đạo đức, có được cái sự giáo dục tốt, thì cái tham sân si đấy nó ít khởi lên, nó ít sinh ra. Còn nếu như một cái người nào sinh ra ở trong một cái môi trường tồi tệ, xấu xa, cha mẹ là những người đạo đức thấp, văn hóa thấp, cũng sân hận lớn, tham sân si nhiều, thì hay bộc lộ tánh tham sân si đấy, thì con trẻ bắt đầu nó mới bắt trước, bắt đầu nó mới tham sân si theo. Chứ không phải là sinh ra mà đã tham sân si, sinh ra thì nó tiềm ẩn tham sân si thôi, nhưng tham sân si khi nó có cơ hội nó mới khởi lên. Vậy nên là với một cái người mà được giáo dục nhiều về thấy được cái sự nguy hiểm, sự xuất ly khỏi tham sân si này, và vị ấy hành trì theo, thấy tham sân si là xấu xa, là nguy hiểm, thì vị ấy sẽ đoạn trừ nó đi. Thì vị ấy có cái pháp của Đức Phật là pháp có thể đi đến ni tham, đi đến ni sân, đi đến đoạn trừ được những si mê tà kiến đi. Và cái điều đó sẽ làm, nếu cái vị ấy đoạn trừ đi thì vị ấy sẽ đạt được cái sự hạnh phúc, cái sự nội ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài, vì cái sự nội lạc của cái việc đoạn trừ tham sân si như vậy. Cho nên giáo pháp của Đức Phật chỉ chú trọng hướng đến đoạn trừ tham sân si mà thôi, chứ sinh ra nó đã có mà mình cứ để như vậy thì rất là nguy hiểm. Vậy nên mình phải chấp nhận rằng tham sân si là xấu xa, là nguy hiểm, và nên tu tập học pháp của Đức Phật, thực hành theo pháp của Đức Phật để đoạn trừ nó đi, thì mình sẽ được an vui, nợ nạc, nợ ích. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hải Đăng. Khi con giữ chánh niệm cả ngày thì với thiện nghiệp cả ngày con tạo như vậy, con lên nguyện vài tiếng một lần hay đến cuối ngày mới phát nguyện để được thành tựu nhất ạ? Thực hành nhiều nhưng mà nguyện thì nguyện ít thôi, một ngày chỉ nguyện 1 đến 2 lần là được rồi. Thực ra cái tâm nguyện của mình lúc nào nó cũng tiềm ẩn sẵn ở trong mình. Có những lúc mình phát nguyện thành lời, có những lúc cái tâm, cái lời, cái chí nguyện của mình ý, thì nó luôn luôn túc trực ở trong tâm. Nó là cái ước muốn, là mong cầu, là cái nguyện vọng của mình. Nó không cần phải được bộc lộ ra một cách quá là nghiêm túc, quá là mạnh, là rõ ràng cụ thể. Nhưng cái người có cái ước nguyện đấy, ví dụ như cái người có ước nguyện chứng ngộ Niết Bàn, thì khi vị ấy làm cái gì, vị đấy cũng hướng đến cái sự chứng ngộ Niết Bàn ấy. Vị ấy học pháp, vị giữ giới, vị ấy hành thiền, vị ấy bố thí, vị ấy cung kính lễ Phật tụng kinh, vị ấy luôn luôn có cái biết rằng là cái mục đích của mình thực hành những điều này, làm những cái việc này là để thành tựu những cái sự giác ngộ giải thoát Niết Bàn này. Và lúc nào vị ấy cũng sẽ hiểu được điều đó, biết được điều đó. Vậy cái nguyện ấy có người cái nguyện nó sâu, nó mạnh rồi, nó thể nhập với tâm của mình ấy, không cần phải phát khởi lên, thì nó cũng luôn luôn có, luôn luôn hiện khởi, luôn luôn an trú ở trong mình. Nhưng cũng có người thì cái nguyện đấy nó mơ hồ, nó nơ mơ, nó không rõ ràng, thì mình có thể phát nguyện sau những cái giờ lễ Phật tụng kinh, rồi mình phát nguyện cầu nguyện cho những cái pháp, thiện pháp, những công đức tu tập đây cho con được chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khổ đau trong ngày bị nạn. Và bất cứ lúc nào trong những cái hoạt động đi đứng nằm ngồi mà mình cũng có thể khởi lên cái ý nguyện đấy thì cũng được hết. Mình cứ khởi lên cho nó nhiều, nặc đi nặc lại nhiều cho nó thể nhập đi. Còn trong cái lúc tu tập ấy, thì mình chỉ cần hiểu thôi, mình cần hiểu là mình thực hành này là để thành tựu được cái sự giải thoát giác ngộ Niết Bàn ở trong tương lai, thì đấy cũng là ý nguyện rồi. Chứ mình không nên quá chú trọng trong cả những cái lúc ngồi thiền, mà mình cứ chú trọng như vậy tâm nó cũng động, cứ để cho nó khởi một cách tự nhiên là được. Còn thỉnh thoảng mình tụng kinh xong thì mình có thể nguyện trước Phật để cho cái tâm nguyện này nó mạnh lên thì cũng được. Con xin đọc câu hỏi của Thiền Sinh. Nếu các thầy chưa chứng Niết Bàn thì có dạy cho người khác tu chứng Niết Bàn hay
vãng sinh được không ạ? Một vị cái sự chứng niết bàn thì nó có hai ý nghĩa, một là hữu dư niết bàn, hai là vô dư niết bàn. Ví dụ như khi Đức Phật giác ngộ cái Tam Minh Lục Thông dưới gốc Bồ Đề thì lúc đấy là Đức Phật chứng niết bàn, và đó gọi là niết bàn hữu dư y. Trong 45 năm Đức Phật thuyết pháp đấy là Đức Phật đã chứng niết bàn, và Đức Phật vẫn dẫn dắt được cho mọi người khác đi đến chứng ngộ niết bàn, niết bàn hữu dư y. Thì đấy là một sự chứng niết bàn. Hai là niết bàn vô dư là khi Đức Phật nhập đại bát niết bàn. Thì khi mà một vị đã đại bát niết bàn rồi thì vị ấy không còn trở lại dẫn dắt mọi người được nữa. Chỉ khi vị ấy có niết bàn hữu dư, tức là vị ấy chứng niết bàn nhưng còn thân năm muộn, thì mới dẫn dắt được người khác. Còn đã thể nhập niết bàn vô dư rồi thì không dẫn dắt được người khác nữa. Đấy là trường hợp của có những người tu chứng niết bàn rồi sẽ dẫn dắt người khác đi đến niết bàn. Còn có trường hợp thứ hai là có những người tu chưa chứng niết bàn hữu dư, tức là chưa chứng đắc thánh đạo thánh quả nào, nhưng mà có thể vị ấy vẫn giảng dạy hướng dẫn cho mọi người đi đến niết bàn. Thì cái này nó cũng giống như là một cái người muốn đi qua cái bờ bên kia, đi qua sông bên kia thì có cái con thuyền. Con thuyền thì vị ấy khi mà muốn mình bản thân mình đi trên nên cái con thuyền ấy rồi, mình muốn vượt sông đi qua bên kia, trong lúc ấy mình kêu gọi mọi người ơi hãy lên đây, lên cái con thuyền này để cùng tôi đi sang bờ bên kia, thì trong trường hợp ấy vẫn có người chưa chứng niết bàn vẫn có thể dạy cho vẫn có thể giảng dạy cái giáo pháp đi đến niết bàn được. Có một cái câu chuyện nói rằng khi mà ở đảo Tích Nan có một cái vị thầy, vị này tu tập, khi mà vị ấy có những cái năng lực thần thông rất là cao, có năng lực thiền định và thực hành cả thiền quán cũng đã thông thạo, nhưng vị ấy có một cái sự ngộ nhận, nghĩ rằng mình đã chứng A-la-hán rồi, bởi vì vị ấy không bao giờ khởi lên những cái phiền não nào, thì cái định lực của vị ấy rất là mạnh, và vị ấy tưởng mình đã chứng đắc đạo quả, và sau đó vị ấy vẫn có thể dạy được giới định tuệ cho các đệ tử của mình. Và vị ấy có rất là hàng ngàn hàng vạn đệ tử chứng đắc đạo quả, có rất nhiều vị đệ tử chứng A-la-hán. Sau đó một vị đệ tử lớn bắt đầu mới ngồi quan sát tâm của vị thầy mình xem đã chứng đạo chưa. Thì vị ấy thấy là thầy mình vẫn còn là một phàm nhân, vẫn chưa chứng đắc. Và vị ấy đã về dùng cái phương tiện để giáo hóa vị thầy, nói là thầy biến ra con voi xem nào. Và vị thầy biến ra con voi chạy lại chỗ mình. Rồi chính vị thầy đấy sợ con voi bỏ chạy, và cái vị đệ tử nắm lấy áo đấy mà là nếu thầy là bậc A-la-hán thì còn sợ cái này không? Và lúc đấy vị thầy mới ngộ nhận ra mình chưa chứng niết bàn. Và lúc đấy vị thầy mới nói rằng thưa đại đức ngài hãy dạy tôi. Thì cái vị đệ tử dạy cho vị thầy một cái pháp thiền quán, rồi vị thầy đi ba bước là chứng A-la-hán ngay. Thì đấy cũng là một cái trường hợp rất là hy hữu, đó là có những vị nắm được cái con đường đi đến niết bàn, vị ấy có thể thuyết giảng con đường đi đến niết bàn ấy, và những người nào đi trên cái con đường ấy vẫn có thể đi đến niết bàn. Đấy là cái trường hợp hy hữu, rất là hy hữu. Còn lại thì một cái vị thật sự có chứng niết bàn thật sự mới có thể dẫn dắt, mới có thể chắc chắn dẫn dắt được người khác đi đến niết bàn. Còn nếu mà chưa chứng niết bàn thật sự được thì vị ấy chỉ có thể nói được cái lý thuyết đi đến niết bàn mà không thực sự dẫn dắt người khác đi đến niết bàn được. Thì nó còn tùy theo từng người. Có những người vì có thể chứng niết bàn và vị ấy dẫn dắt người khác đi đến niết bàn được. Còn chưa chứng niết bàn thì có thể có mà không chắc ăn. Chưa chứng thì không chắc ăn. Vậy thì nó tùy theo. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Trang trên Zoom. Do vì có con nhỏ nên con không đến cúng dường các vị sư được. Con có gửi nhờ bạn con dâng vật phẩm đến sư. Như vậy, con có được phước gì không ạ? Cái sự cúng dường hay bố thí có thể là tự tay mình làm hoặc là mình nhờ người khác làm đều được hết. Cái lúc đấy mình nhờ có khởi lên cái tâm bố thí. Trước khi bố thí, trong khi bố thí, sau khi bố thí, cái tâm mình hoan hỷ với việc ấy thì vẫn có cái phước của sự bố thí, vẫn thành tựu, vẫn thành công, tức là vẫn được. Sự cúng dường không trực tiếp nó vẫn là cúng dường, bố thí không trực tiếp vẫn là bố thí. Thậm chí chỉ mình thấy người khác bố thí mình hoan hỉ theo, mình còn có phước.
huống chi là mình có bố thí thật sự thì chắc chắn là sẽ có phước. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Một người cả đời ít làm việc bố thí, cúng dường. Khi họ biết không sống được lâu, nên phát tâm xả tài, cúng dường, bố thí. Và cũng một người khác, cả đời họ thường xuyên bố thí, cúng dường. Vậy, nghiệp quả của hai người này có khác nhau không ạ? Vì điểm chung đều là thực hành cúng dường, bố thí ạ. Cái người mà thường xuyên bố thí, tức là cái quan trọng nhất này, cái người bố thí trước hay sau nó không quan trọng, là quan trọng cái sự bố thí ấy nó có đi kèm với trí tuệ hay không, thiện tâm hợp trí tuệ, cái đấy là quan trọng nhất. Như là trong cái lúc bố thí rồi mình có cái hiểu về cái nghiệp quả của cái sự bố thí đấy, và mình có phát nguyện cái mục đích bố thí này để mình ước nguyện một cái điều cao thượng chân chánh nào đấy, cũng là bố thí. Nhưng mà trong tâm mình ước nguyện cái điều nó cao hay nó thấp, có những người bố thí với cái ước nguyện chứng ngộ niết bàn thì cái điều đó rất là cao thượng, có người bố thí là phát nguyện mình trở thành một vị Phật chánh đẳng giác, hoặc một Phật độc giác, hoặc một vị thanh văn giác, một vị cái sự chứng ngộ niết bàn ấy. Có những người bố thí chỉ có cái mong cầu rằng mình được sinh thiên, sinh lại làm người giàu sang, an vui, hạnh phúc. Có những người thì bố thí chỉ là mình muốn để cho mọi người tôn trọng, mọi người nghĩ rằng mình là người tốt, chứ vị ấy không biết rằng nó có nhân quả gì. Vì cái tâm lý trong khi làm bố thí ấy mới quan trọng, chứ còn người bố thí trước hay sau nó không quan trọng, mà quan trọng là cái trí tuệ của vị ấy trong lúc làm bố thí ấy nó ở cái mức độ nào, trí tuệ cao hay thấp, hay là cái nguyện vọng của vị ấy cao hay thấp, cái đấy mới quan trọng. Chứ còn nhưng mà thường thường những cái người bố thí lâu dài thì nó tạo ra những cái nghiệp nó vững chắc hơn, mạnh mẽ hơn. Còn những người bố thí ở trong cái thời gian khẩn trương gấp rút vì mình biết rằng mình sắp mạng chung rồi, thì cái sự bố thí đấy nó hơi gấp gáp và nó không thể thành tựu được những cái ước nguyện lớn nào như cái người mà có một cái thời gian dài rồi. Và cái người mà gấp gáp như vậy thì chỉ vì cái mục đích là muốn sanh về cõi này thì nó vẫn thành tựu cái nguyện vọng ấy. Trong hai cái đối tượng ấy, nếu như mình bỏ qua cái trí tuệ của tâm lý của vị ấy đi, thì cái người bố thí thường xuyên ấy sẽ tạo cái thiện nghiệp vững chắc, vững mạnh hơn nhiều. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Tâm. Nếu quan niệm thức như một chiếc thẻ nhớ điện thoại lưu trữ dữ liệu, và khi đem thẻ nhớ này sang điện thoại khác thì chúng sẽ dựa vào lưu trữ đó mà phát ra, cũng như vậy khi thức và danh sắc này diệt đi thì sẽ dựa vào đó mà có một thức và danh sắc khác được sanh ra, tái tục những gì được lưu giữ lại ở thức cũ. Nếu suy niệm như vậy có phải là tà kiến không ạ? Dữ liệu như vậy là tà kiến rõ ràng. Thì đem cái chuyện máy móc ấy mà có thể áp dụng hay so sánh với lại cái thức của con người được. Cái thức ấy thì nó không phải là một cái kho chứa, nó không phải là dữ liệu, nó không phải là mình có thể thích để đấy, cất giữ đấy được, thích xóa đi cũng được. Mà cái thức của mình nó chỉ đơn giản, nó chỉ là cái sự nhận biết các cái cảnh mà ngay trong hiện tại này thôi. Rồi cái ý thức của mình nó có thể nhớ lại được những cái điều đã qua, tức là những cái danh sắc đã qua, là nó cái ý thức của mình với cái tâm định tinh thì cái người ấy sẽ nhớ lại được một ngày, một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm trước. Đấy là những gì đã, cái ý thức của mình nó đã nhận biết và nó đã qua đi rồi, nó nhớ lại như thế. Rồi nó nhớ lại được những kiếp quá khứ, một kiếp, 10 kiếp, 100 ngàn vạn kiếp, hàng nhiều A Tăng kỳ kiếp. Đấy cũng là do cái ý thức của mình nó nhớ lại. Giống như là một cái người đi qua một cái con đường,
Cái con đường ấy nó dài dài 1 km, 10 km, 100 km, hàng triệu km. Rồi sau đó vị ấy không thể nói rằng là tôi gom cái con đường này lại thành giống như là cái vào cái kho chứa này, mà cái lúc nào vị ấy có thể nhớ lại cái con đường này mình đã đi qua này, 1 km về trước, 2 km về trước, 100 km, 1.000, 1.000.000 km về trước. Đấy chẳng qua là cái ý thức của mình nó nhớ lại những cái ký ức đã qua, nó nhớ lại những cái thời điểm quá khứ đã trải qua, chứ nó không phải là một cái kho chứa. Hiểu rằng là cái thức của mình, những ký ức là một cái kho chứa, là một tà kiến, mà chỉ có cái ý thức của mình nó nhớ lại những cái quãng thời gian đã đi qua mà thôi. Đấy là cái túc mạng trí có thể nhớ lại được nhiều đời nhiều kiếp như vậy, chứ không phải là chuyện gì cũng cho vào kho, kho lấy ra xài trong này cho vào kho. Nó hiểu cái cách thế. Đấy nó hơi bị nó hơi bị sai với này, cái sự thật. Con xin đọc câu hỏi của Thiền Sinh. Các thầy tu có nên xưng con với người tại gia không? Và người tại gia có nhất thiết phải xưng con với người xuất gia không ạ? Người xuất gia có nên xưng con với người tại gia không? Thì cái điều này là không nên. Người xuất gia tỏ ra khiêm tốn. Ai? Con. À, cái sự khiêm tốn nó không đúng. Cái xuất gia ra khỏi cái đời sống thế tục. À, một vị khách ra khỏi cái thế trần. Để xưng con với người tại gia để làm gì? Nịnh đời để cho người ta cho ăn ngon à? Để có chút tình thương, hay là để cho người ta nghĩ là mình là cái người khiêm tốn? Thì cái người xuất gia đấy xưng con thì nó rất là tục tĩu, nó rất là thế tục, giống như người đời ấy. Đời người ta chẳng đến mức như thế. Người xuất gia chỉ xưng con với những người có đức hạnh hơn mình, có đạo hạnh hơn mình, đáng để cho mình cung kính tôn trọng thì mới xưng con với những người tu có cái đức hạnh cao hơn thì xưng con như thế, chứ không xưng con với những người đang hưởng thụ ngũ dục, một người ni dục có cái sự là đã cao thượng hơn một người hưởng dục, người tại gia còn hưởng cái dục trần, người xuất gia ni dục cao thượng hơn, sao lại đi nịnh lại hạ thấp mình với một cái người khác. Hay là đến một lúc nào đó mình nghĩ rằng người xuất gia cần phải xưng con, giống như một lúc nào đó người thầy xưng thầy giáo dạy học ngoài đời chẳng lẽ đi xưng con với lại học sinh lại bắt đầu lại thưa các ngài học đi. Hay là đến một lúc nào đó người tại gia, người xuất gia hạ thấp mình xuống, thì mời người nghe pháp ấy, người giảng pháp ngồi xuống thấp, mời người nghe pháp ngồi lên cao, bạch các ngài ngồi lên, con cung kính thuyết pháp cho các ngài nghe. Thì cái điều đó là một cái sự nghịch lý, nó không hợp lý. Vì vậy nên là đã là người xuất gia thì hãy tôn trọng cái pháp xuất gia của Đức Phật. Mình xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp cao thượng, giáo pháp cao quý của Đức Phật. Thì cái sự tôn trọng pháp ấy, vì cái sự trân trọng, vì cái lòng tự trọng, vì cái sự tôn trọng với giáo pháp cao thượng ấy, vì ấy không nên xưng con, không nên hạ thấp mình với những người không phải xuất gia. Thì Đức Phật nói là một cái người ngồi ở chỗ cao thì cái người thuyết pháp không được ngồi chỗ thấp, mà người thuyết pháp phải ngồi nơi cao, người nghe pháp phải ngồi chỗ thấp, người nghe pháp mà đứng thì người ngồi, người nghe pháp mà đứng thì người ngồi sẽ, tức là cái người người vì cái sự tôn trọng pháp cho nên cái người nghe pháp phải cung kính, phải tôn trọng. Vì vậy người xuất gia là cái người giảng dạy giáo pháp, thì người tại gia là cái người học hỏi thọ trì những cái giáo pháp ấy theo, là người tại gia là người quy tam bảo, tôn kính Phật pháp tăng. Vậy người xuất gia không nên xưng con với người tại gia được. Vì vậy người tại gia có nhất thiết phải xưng con với người xuất gia hay không? Thì cái này là không phải là Đức Phật quy định bắt buộc người tại gia phải xưng con với người xuất gia, mà đây là những người tại gia vì cái lòng tôn kính đối với Đức Phật, đối với giáo pháp và đối với những người thực hành theo
giáo pháp. Vì vậy những người tại gia nào mà nghĩ rằng mình là đệ tử của Đức Phật thì vị ấy quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tôn kính Phật, Pháp, Tăng, thì vị ấy xưng con với những người thực hành giáo pháp. Thì vị cái người tại gia ấy có thể khởi lên cái lòng cung kính của mình đối với những vị chân chánh tu tập thực hành giáo pháp, vị ấy có thể xưng con. Hoặc là vị ấy có thể thấy một cái người nào đó không chân chánh, không có cái sự uy nghiêm, không có cái sự thực hành giáo pháp nghiêm túc, vị ấy cũng có thể không xưng con, vị có thể xưng tôi, miễn là mình không nên quá thô tục thì là được. Hay là những người mà người ta không phải là Phật tử, người ta là người đời, người vô đạo và người ngoại đạo thì không ai bắt buộc người đó phải xưng con với người xuất gia hết. Còn những người có đạo thì người ta vì cái lòng kính đạo mà người ta xưng con, cũng như thời Đức Phật mà có những người gặp Đức Phật xưng con, nhưng cũng có người ta xưng tôi chứ người ta không xưng con. Thì với đa số những Phật tử tín tâm, tín thành thì người ta sẽ xưng con với người xuất gia. Nhưng mà cũng có người cái lòng tin nó còn thấp, không phải là cái niềm tin nó chưa mạnh, thì cũng có khi người ta không xưng con. Thì cái điều này cũng chỉ là cái văn hóa ứng xử với nhau ở đời, cái lời nói chỉ là cái văn hóa thế tục thế gian, tùy theo cái văn hóa ở vùng miền địa phương xưng hô như thế nào nó văn minh lịch sự là được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trúc Tịnh. Lục đạo chúng sanh là những cảnh giới nào ạ? Một người khi sống mà tham sân si thì khi chết bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có đúng không ạ? Lục đạo thì đây nó chỉ là một cái sự nói vắn tắt ngắn gọn thì nó chưa phải là đầy đủ hoàn toàn. Lục đạo như là có địa ngục này, có ngã súc sinh là hai, có ngã quỷ là ba, nói là có trời, có người. Đấy là nói một cách ngắn gọn, vắn tắt. Chứ còn nếu mà nói chi tiết thì gọi là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cõi dục giới là có sáu cõi trời, đều là cõi dục giới. Cõi người cũng là cái cõi nành ở cõi dục giới là bảy. Bên này còn cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna, bốn cõi nữa là 11. Dục giới có 11 cõi, sắc giới có 20 cõi là các cái tầng thiền. Vô sắc giới, vô sắc giới thì có 4 cõi nữa. Nếu mà nói chung là trong một thế giới thì chi tiết đầy đủ ra cả dục giới, sắc giới, vô sắc giới là có 31 cõi, là các cõi sống trong lục đạo luân hồi. Thì đều đều trong luân hồi như thế, không gọi mà gọi trong tam giới, tam giới, luân hồi trong tam giới. Cái ý thứ hai câu ấy là cái gì? Dạ, ý thứ hai là một người khi sống mà tham sân si, khi chết bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có đúng không ạ? Khi sống tham sân si, thực ra ai trên đời mà chẳng tham sân si, nhưng cái tham sân si này nó mạnh hay nó yếu, nó nặng hay nó nhẹ, và nó tạo ra những cái ác nghiệp lớn hay là nó không tạo ra ác nghiệp lớn, nó còn tùy theo. Còn tham sân si chỉ có bậc A-la-hán mới hết thì còn ai tham sân si đâu. Nhưng mà người ta có người vẫn sinh về cõi thiên giới, cõi người, chứ đâu phải ai chết thì sinh về tham sân si. Chỉ có cái thời cận tử ấy, cái lúc cận tử ấy, cái lúc mà giờ phút hấp hối lâm chung ấy mà nó khởi lên những cái phiền não này thì lúc đấy mới đoạn. Tức là cái người nào cái tâm tham nó mạnh quá thì lúc sống với tâm tham, nên là cái thời điểm cận tử vẫn bị cái tâm tham ấy nó chi phối chế ngự, vì ấy ra đi chết trong cái trạng thái của cái tâm tham luyến ấy thì có thể đọa vào địa ngục hoặc ngã quỷ hoặc súc sinh. Hoặc là có vị nào cái tâm sân nó quá mạnh, sống với tâm sân quá nhiều, cho nên khi chết vị ấy cũng chết trong cái trạng thái ở chỗ tâm sân ấy, trú ngụ ở cái giây cái phút cận tử nghiệp ấy, rồi vị ấy chết với tâm sân đấy thì sẽ đọa vào cõi ác, cõi khổ. Và tâm si cũng vậy, tâm si phóng dật hoài nghi năng sang ấy, mà khi chết mà chết với cái tâm đấy thì mới sinh vào. Vậy thì cái thời điểm cận tử ấy mà chết với những cái tâm tham sân si ấy mới đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Còn thời điểm cận tử ấy mà mình chết với một cái tâm mà nó không phải tâm tham sân si mà nó là một cái tâm thiện thì vẫn sinh về cõi này, chứ không phải là ai có tham sân si cũng đọa vào các cõi khổ. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh. Người xuất gia mặc áo đắp vá đi lang thang ngoài đường, chỉ khất thực xin ăn,
Không nhận tiền thì có phải bậc chân tu đắc đạo không ạ? Mặc áo đắp vá đi ngoài đường thì thời Đức Phật thì cũng các vị tỳ kheo mà cũng có rất là nhiều người thực hành các cái hạnh mặc y phấn tảo, mặc áo đắp vá y phấn tảo và không có xin tiền, chỉ có đi khất thực xin ăn, thì vị ấy đi ra đường chỉ với mục đích là đi khất thực. Rồi khi khất thực xong rồi, vị ấy sẽ trở về cái nơi yên tĩnh để vị ấy ngồi thiền, thực hành giới định tuệ. Vậy thì người xuất gia mặc y đắp vá hay y gì không quan trọng. Vậy nhưng mà vị ấy đi ra đường thì phải đi ra đường với mục đích gì? Đi ra đường là vì công việc gì, vì phận sự gì mới đi ra đường, chứ không phải đi ra đường lang thang ở ngoài đường để khoe rằng tôi mặc áo vá đây, tôi mặc áo phấn tảo đây, các vị hãy lại đây mà thấy tôi, nhìn tôi, biết rằng tôi là cái người tu như vậy đấy, thì không tốt, thì không hay, thì không đúng. Mà vị ấy đi như thời Đức Phật ấy, thì Đức Phật ấy đi vì hóa độ chúng sinh, hoặc đi khất thực xin ăn, rồi sau đó trở về cái tịnh xá tịnh thất, trở về cái nơi để mình thực hành pháp. Chứ đi trên đường như vậy khó thực hành pháp đó. Mà đi vậy chưa chắc thực hành pháp được, mà vì ấy cần phải sống ở trong rừng để thực hành pháp, trong hang đá, trong gốc cây, trong ngôi nhà trống, ngồi yên tĩnh, thanh tịnh, giữ chánh niệm. Còn khi vị ấy muốn đi thiền hành, vị đó cũng không chọn cái nơi ồn ào, không đi ở trong nhân gian, mà vị ấy đi thiền hành, đi kinh hành ở những nơi thanh tịnh, yên tĩnh, vắng vẻ, không có người. Còn Đức Phật hay các bậc A-la-hán làm phận sự hóa độ chúng sinh thì có thể đi du hành trong nhân gian, nhưng đi đến nơi này nơi kia là để thuyết pháp độ sinh, là để hóa độ chúng sinh. Vì cái mục đích ấy mới có cái hình ảnh chư Tăng hay Đức Phật đi ngoài đường. Còn một cái người pháp học chưa đi mà vị ấy không có để thời gian học giáo pháp, không để thời gian thực hành giới định tuệ để chứng ngộ giáo pháp, thì cái việc đi ấy nó không có mục đích, không có ý nghĩa, thì nó không có lợi nạc lợi ích gì hết cho bản thân, hay là không có lợi ích gì cho đời cả. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Hùng trên Zoom. Con hành thiền thì thấy ánh sáng chói lóa như ánh nắng, nhưng chỉ sáng chói một lúc rồi tắt, rồi lại sáng, lại tắt ạ. Vậy con liên tu tập như thế nào ạ? Nhưng mà có ánh sáng, đừng nhìn vào ánh sáng, đừng đi theo ánh sáng, đừng quan sát cái màu sắc, cái hình dáng của cái ánh sáng đấy. Đừng tức là nằm nơ nó đi và tiếp tục quan sát hơi thở. Cái khi mà mình hành thiền có ánh sáng là bắt đầu có cái ấn chứng của định, có cái định tướng, có cái ánh sáng, nhưng nó chưa ổn định, do tâm mình chưa ổn định. Mình muốn cho ánh sáng ấy nó ổn định thì tâm mình phải thản nhiên với ánh sáng đấy, không có phân tích, không có suy luận, không phán xét gì về cái ánh sáng đấy cả. Cứ mặc kệ ánh sáng rồi mình cứ nhận biết hơi thở bình thường, thì cái ánh sáng nó không mất đi, nó không mờ đi, mà nó cứ càng lúc nó càng sáng lên, nó càng rõ ràng, nó càng rực rỡ tỏa chiếu lên. Rồi dần dần cái ánh sáng nó hòa quyện, hòa nhập, hợp nhất với hơi thở, và nó sẽ duy trì liên tục nhiều tiếng liền, nhiều giờ liền. Lúc đấy nó mới vững chắc, mạnh mẽ, thì cái tâm của mình nó mới gắn chặt vào đấy. Năm triển cái nó mới được đoạn trừ hoàn toàn, mới có thể đi vào sự định tĩnh nhất tâm. Định sẽ càng lúc càng cao, ánh sáng sẽ càng lúc càng mạnh, mạnh mẽ, rõ ràng hơn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả. 5. Tại sao ngày nay rất ít người tu đắc thiền và đắc đạo như thế ạ? Ngày nay thì đúng là ngày nay thì khác đi, bởi vì cách Đức Phật rất là xa, cái niềm tin của con người nó giảm đi, cái sự thực hành pháp của con người yếu đi vì con người chạy theo vật chất nhiều quá. Cái đời sống vật chất thế gian nó ảnh hưởng trong xã hội, cho nên là mọi người hướng đến pháp ít và chạy theo cái vật chất nhiều, và trong cả những môi trường tu tập cũng bị cái đời sống vật chất này nó ảnh hưởng. Ví dụ cái pháp của Đức Phật muốn thành tựu, vị ấy cần phải sống thiểu dục chi túc, sống rất đơn giản càng tốt. Chính cái sự sống đơn giản ấy, thiểu dục ấy, sống chi túc ấy, sống không vướng bận đến vật chất ấy, không vướng bận đến cái sự tham dục ấy, thì nó ni dục
vì có ni dục thì nó mới đắc được thiền, nó đắc thiền thì bị dễ dàng chứng đắc đạo quả. Vì còn khi mà cái đời sống vật chất nó mạnh, nó sung mãn lên thì làm cho người ta bị động tâm, bị dao động nhiều, cho nên là cái sự thực hành nó ít người chứng thành tựu chứng đắc được, càng ngày càng ít đi. Vậy nên là cái pháp hành là cái pháp nhanh mất nhất cái đạo quả, rồi dần dần nó sẽ rất ít người chứng đắc, rồi dần dần sẽ không còn ai chứng đắc, mà dần dần cái sự giả thật nó lẫn lộn, người ta không còn biết được người nào đắc thật, người nào đắc giả nữa, người ta không còn phân biệt được nữa, người ta coi giả là thật, thật là giả. Và chính vì vậy cho nên là càng về sau này người ta càng không thể xác nhận được là ai đắc thật, ai đắc giả, ai có đắc hay ai không nữa. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh ạ. Những người giàu có là do họ tự lao động làm ra tài sản. Đạo Phật thì dạy giàu là do bố thí. Vậy thì có mâu thuẫn không ạ? Nếu mà mình chỉ nhìn về cái mình nhìn về cái thực tế, hay là mình nhìn vào cái thành kết quả ở trước mắt này, thì đúng là như thế. Những người giàu là do người ta làm ra, nhưng mà mình không nhìn được cái nhân, cái nguyên nhân tại sao mà nó lại như thế. Như là mình chỉ nhìn thấy cái trước mắt này thôi, thì thực ra ở trên đời thì ai cũng làm, ai cũng vất vả, ai cũng lao động, nhưng mà có người giàu người nghèo, chứ không phải là người nào cũng giàu hết, mà ai cũng có cái sự lao động làm ăn như nhau. Nhưng mà cái người có phước hơn, có cái nhân của cái việc bố thí ở trong quá khứ rồi, thì sẽ khiến cho người ấy thuận duyên hơn trong cái công ăn việc làm ấy, cũng là làm cái công việc đấy. Nhưng mà có những người cứ làm ra tài sản bị mất tài sản, cứ làm ra tài sản rồi bị hạn, bị có thể là do thiên tai mà mình bị hao hụt tài sản, có thể do trộm cướp mà hao hụt tài sản, có thể do con cái nó phá hoại hao hụt tài sản, có thể là do người có quyền thế người ta chèn ép mà mình mất mát tài sản. Còn có những người thì lại luôn luôn được mọi người hỗ trì, mọi người ủng hộ, cho nên cái tài sản của vị ấy chỉ có tăng trưởng thêm. Vậy thì cái phước nó nằm ở cái đó. Những người mà có phước, người ta muốn làm một cái việc gì đó, người ta sẽ gặp những cái duyên thuận nợ để người ta thành tựu được cái ước nguyện, cái mong cầu. Người ta muốn làm giàu, nhưng mà người ta rất dễ dàng kiếm được một cái việc làm phù hợp. Người ta dễ dàng có những cái người hỗ trợ, hỗ trì, giúp đỡ. Còn có những người mình muốn có nhiều tài sản giàu có, nhưng mà chỉ có người đến phá hại thì có, chẳng có ai giúp đỡ cả. Đấy là do mình không có phước. Cái người có phước do mình, nhất là cái phước bố thí, mình giúp người khác nhiều. Bây giờ mình muốn thì sẽ được nhiều người giúp đỡ. Còn cái người cứ đi phá hại của người khác, thì bây giờ mình muốn tốt thì người ta lại người ta phá hại cho mình, không có thành tựu được cái ước muốn của mình. Vậy nên là cái người có cái nhân bố thí có thể trổ cái quả đó. Mình sinh ra trong gia đình đã giàu có sẵn rồi cũng có. Có những người thì một thời gian sau do mình nỗ lực làm ra mà mình có được cái tài sản ấy. Và bằng cái trí tuệ giác ngộ thì Đức Phật thấy được cái nguyên nhân của những cái người giàu sang là do bố thí, của những người nghèo khổ là do trộm cắp. Nên Đức Phật nói là đừng có ăn trộm cắp, mà muốn giàu sang thì phải bố thí. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Thêm trên YouTube. Con chưa sắp xếp để về chùa hành thiền được. Vậy con có thể hành thiền ở nhà không ạ? Có nên hành thiền ở nhà thường xuyên hàng ngày để nó thành một cái thói quen, và để cái tâm mình nó cũng thuần thục, để mình ngồi nhiều thì nó bớt đau đi. Nó thuần thục cả thân, thuần thục cả tâm. Thì khi nào mình có thời gian, sắp xếp được công việc, tham gia một cái khóa thiền, lúc ấy sẽ tinh tấn tích cực lên một chút, và lúc ấy cái sự tiến bộ nó sẽ nhanh hơn. Là cái người ở nhà không bao giờ ngồi thiền, bây giờ mình đến chùa rất khó theo, vì cái thời khóa ở các trường thiền rất là cao, rất là miên mật, rất là cho nên cái người nào chưa có nền tảng sẽ rất là khó khăn. Cái người có nền tảng rồi thì cảm thấy rất là dễ dàng, và cảm thấy tu tập nó sẽ có những cái bước tiến cao.
Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh ạ. Người xuất gia có lên lễ bái cha mẹ, chư thiên và các vị Bồ Tát không ạ? Với người xuất gia thì trong luật này là riêng phải lấy cái lời dạy Đức Phật, lấy luật của Đức Phật ra nói, nhưng còn mình không dám nói theo cái quan điểm chủ quan của mình. Thì Đức Phật dạy với người xuất gia thì có những người, một nếu là người xuất gia là vị tỳ kheo thì có những vị mình không được đảnh lễ, nhất là không được đảnh lễ người thế gian, tức là người đi xuất gia ra khỏi đời rồi, mình phải đảnh lễ những bậc nào có đạo hạnh hơn, có đức hạnh hơn, hay là những bậc tu có cái tuổi đạo lớn hơn thì mới được đảnh lễ. Người xuất gia không được đảnh lễ cái người xuất gia sau mình, người xuất gia trước không được đảnh lễ người xuất gia sau. Cho dù người xuất gia sau ấy là bậc A-la-hán, người xuất gia trước dù là một phàm nhân thì cũng không được đảnh lễ người xuất gia là A-la-hán. Đấy là một cái luật Đức Phật dạy như vậy. Vậy thì một vị xuất gia là A-la-hán vẫn phải đảnh lễ cái vị mà xuất gia trước mình. Đấy là quy định về tuổi tác, vị những vị lớn hơn, những vị trưởng lão. Vì người xuất gia có thể không, Đức Phật cũng quy định trong luật là không đảnh lễ người thế tục, người thế gian, vì người thế gian cái giới hạnh ít hơn, cho nên là cũng không đảnh lễ, không đảnh lễ người người nữ, xuất gia không đảnh lễ người nữ, người xuất gia không đảnh lễ, không đảnh lễ những người mà tu không chân chánh, dù cho một bậc trưởng lão lớn hạ nhưng mà vị đấy tu theo tà pháp, giới hạnh không trang chân chánh thì cái vị chân chánh cũng không đảnh lễ vị ấy. Hay là một cái vị đang trong cái sự đang trong cái thời kỳ sám hối những tội lỗi, ví dụ các vị phạm dưỡng giới tăng tàn đang sống biệt chú, đang trong cái thời kỳ xử phạt án treo thì cũng không đảnh lễ những vị ấy. Là có những cái đối tượng mình có thể đảnh lễ, có đối tượng mình không đảnh lễ. Đấy là Đức Phật dạy vậy. Vậy cha mẹ Bồ Tát hay những người thiên thần, vì với người xuất gia cha mẹ là người thế, nếu căn cứ theo giới luật ấy thì người xuất gia đảnh lễ cha mẹ trước khi xuất gia, trước khi cạo đầu, con xin đảnh lễ cha mẹ lần cuối rồi con đi xuất gia. Từ nay đi vì cái phận sự của người xuất gia không được đảnh lễ cha mẹ khi đã mặc áo cà sa, khi đã cạo đầu rồi. Cha mẹ là người thế, cha mẹ có thể đảnh lễ con cái là người xuất gia thì cũng vẫn được, nhưng mà con cái đã mang cái hình tướng này rồi, thọ những giới phẩm này rồi, đảnh lễ cha mẹ làm tổn phước cha mẹ. Nên còn cha có đảnh lễ các vị chư thiên hay không, với một người xuất gia mà các vị chư thiên, mà các vị chư thiên không phải là người xuất gia, người xuất gia không đảnh lễ chư thiên, không đảnh lễ các vị thần linh, không đảnh lễ chư thiên vì chư thiên không phải người xuất gia, mà các vị chư thiên mà là những cái vị có niềm tin với Phật pháp, các vị ấy gặp người xuất gia các vị đảnh lễ người xuất gia. Vị chư thiên có cái lòng cung kính rất cao, rất lớn. Vị chư thiên đảnh lễ người tu hành chân chính, có giới đức, có đức hạnh. Các vị cũng không đảnh lễ người tu bậy bạ đâu, vì các vị ấy biết. Còn Bồ Tát, các vị người xuất gia có nên đảnh lễ Bồ Tát hay không? Thì Bồ Tát ở đây có khắp nơi nhé. Có Bồ Tát xuất gia, có Bồ Tát tại gia. Thì những cái vị nào là Bồ Tát xuất gia thì người xuất gia có thể đảnh lễ các vị Bồ Tát là người xuất gia nhưng mà tu lớn hơn mình. Thì vị ấy, vì Bồ Tát là ai? Bồ Tát là những người có cái tâm nguyện chứng đắc Phật quả trong tương lai, thì đấy là Bồ Tát. Bồ Tát là cái người có cái nguyện sang bờ bên kia, sang bờ giác ngộ giải thoát, thì đấy là Bồ Tát. Cái người vị Bồ Tát đấy có thể là người nam, có thể nếu mà người đấy là người nữ, là người chưa được thọ ký. Còn Bồ Tát được thọ ký rồi thì không là người nữ nữa. Bồ Tát có thể là người tại gia, có thể là người xuất gia. Thì những người nào cứ có cái tâm nguyện là để chứng ngộ Niết Bàn, tâm nguyện đi đến sự giác ngộ, tâm nguyện có cái tâm nguyện muốn phổ độ chúng sinh, có cái tâm nguyện thành Phật quả, thì các vị đều là Bồ Tát. Bồ Tát không phải là hình tượng, tượng chỉ là tượng trưng, tượng trưng cho những cái đức tính như là bố thí giữ giới, tinh tấn thực hành các pháp thiền, kham nhẫn để chân thật từ tâm giả tâm, thì đấy là Bồ Tát tượng trưng ở trên hình tượng thì khác. Còn Bồ Tát thực tế là các vị, là những con người trong cuộc sống này, vô số Bồ Tát, mỗi người có một cái tâm nguyện được giác ngộ thành Phật,
thì đều là Bồ Tát. Người có cái tâm, người có Thanh Văn Bồ Tát, Bích Chi Bồ Tát và Chánh Giác Bồ Tát. Người ai có cái tâm nguyện chứng ngộ Niết Bàn đều là Bồ Tát. Mọi người, Phật tử nam nữ đều là Bồ Tát hết. Vậy thì những Bồ Tát có cái sự tu, có đạo hạnh lớn hơn thì những cái vị Bồ Tát nhỏ đảnh lễ vị Bồ Tát lớn. Đấy không? Bồ Tát lớn đảnh lễ Bồ Tát nhỏ thì không đúng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả online. Mỗi ngày, con đều nhớ rằng con người sẽ phải chết. Cái chết rất nhanh đến gần, thời gian đời người ngắn ngủi. Điều này làm con không tập trung vào kiếm tiền như người xung quanh. Vậy có lên không ạ? Nên niệm về cái chết, luôn luôn tưởng niệm như vậy. Dù mình làm cái việc gì mà trong tâm mình luôn luôn tưởng niệm về cái chết, cái mạng sống nó rất là mong manh, vô thường, giả tạo. Cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào, không báo trước. Mạng sống thì ngắn thì không chắc chắn, còn cái chết thì nó rất là chắc chắn. Và cứ tưởng niệm như thế, chắc chắn ta sẽ chết như vậy, thì mình sẽ sống rất ung dung, rất tự tại, rất vô nhiễm, ít phiền não, ít tham sân si, ít cầu cạnh, ít mong cầu, ít có tham ái, ít có chấp thủ, sống thản nhiên, tự tại. Một cái người thường tưởng niệm sự chết ấy, vị ấy tự tại như một bậc A-la-hán, một bậc A-la-hán, vì luôn luôn thấy cái tính sinh diệt, cho nên vị ấy rất tự tại. Thì một cái người luôn luôn niệm sự chết, vị ấy cũng tự tại, an nhiên giữa cuộc đời. Niệm sự chết rất là nợ nà. Dạ, các câu hỏi còn lại con xin dời lại buổi sau ạ. Nói mọi người hồi hướng. Idame punyam asawakhajam vaham hotu. Idame punyam nibbanasa panchajo hotu. Mama punya pagam sabasatanam pachemi tesabe medamang punya pagam napantu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành tu tập của con nguyện làm duyên chứng ngộ Niết Bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du.